hai và siêu âm thai rồi và thấy là trong cái lĩnh vực sản khoa, lĩnh vực sản khoa thì cái kỹ thuật là chính để khảo sát cho các bạn nghĩ là gì? Là X quang, là siêu âm, là CT hay là ultrasound? Siêu âm. Ngay cả bây giờ đó là từ hai vẫn là rất là phát triển, vẫn là rất là phát triển. Tuy nhiên là ta sẽ không có ai mà cho chỉ định phẫu thuật từ hai ngay từ đầu đã, mà từ hai chỉ là sau một cái siêu âm phải thái mổ, là sau cái siêu âm các bạn phát hiện ra tổn thương gì đó thì cần làm thêm phẫu thuật để làm gì? Một, có bằng chứng khách quan trước khi người ta tư vấn tiền sản chấm dứt thai kỳ. Hai là người ta sẽ xác định lại những cái gì cần thấy được trong siêu âm. Ba là có thể tìm thêm nguyên nhân của cái dị tật đó. Ví dụ trong siêu âm bạn thấy là cái giãn não thất, thấy một cái giãn não thất thì khi mà chụp phẫu thuật từ thai thì người ta có thể tìm ra được nguyên nhân của cái giãn não thất đó là một. Cái thứ hai là đánh giá thêm những cái dị tật đi kèm với cái giãn não thất. Thì đó là đối với sản khoa. Còn đối với phụ khoa cũng như vậy, siêu âm vẫn là một cái kỹ thuật mà được lựa chọn đầu tiên khi bệnh nhân tới khám phụ khoa. Tức là tất cả các bạn ai tới khám phụ khoa cũng vậy, cô sẽ khám lâm sàng trước, đúng không? Sẽ khai với bác sĩ lâm sàng là mình đến khám chỉ cho thấy giờ này. Thì sau khi mà người ta thăm khám xong thì cái kỹ thuật đầu tiên được ban cho mình làm đó là siêu âm phụ khoa, cho mình đi làm siêu âm phụ khoa. Rồi nếu mà siêu âm không giải quyết được, tức là siêu âm vẫn có những cái nghi ngờ không biết rõ đây là bệnh lý gì, là tính hay là ác tính, hay là cần thêm cái thông tin gì khác, thì một cái kỹ thuật kế nữa mà các bạn nên đề nghị, tại cái này các bác sĩ siêu âm hay đề nghị thì các bạn không được có nên, mà nếu các bạn đang làm cái siêu âm buồng trứng, các bạn đang làm cái siêu âm tử cung, các bạn vẫn chưa có kết luận cuối cùng về những cái bệnh lý tại cái vùng này, tức là về cái tử cung này, về cái buồng trứng này, thì mình đừng có quen mà câu đó là đề nghị kết hợp CT bụng chậu. Cái câu các bạn hay xài đó là CT bụng chậu, mà mình nên hiểu là nếu mà mình muốn khảo sát tại bụng chậu thì phải đề nghị là tổn thương từ chậu, tức là MRI bụng chậu chứ không phải là CT. Để CT vai trò của nó trong bụng chậu để đánh giá những tổn thương của tử cung và bụng trứng, giá trị nó kém hơn siêu âm nhiều. Mình trở lại cái phần kém hơn tổn thương từ nhiều, mình trở lại phần cái đó là nói qua về cái vai trò và kỹ thuật hình ảnh ha. Bây giờ mình trở lại cái vai trò của siêu âm trong các bệnh lý phụ khoa, vì sao mà người ta chọn nó để tầm soát đầu tiên? Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì nó sẵn có, đúng không? Hầu như bây giờ tất cả bệnh viện đều có máy siêu âm, nó làm sẵn có. Cái thứ hai là rẻ tiền, một cái giá máy siêu âm phụ khoa một cái tiêm cộng hưởng từ thì phải là 1 triệu trở lên, ít nhất là 2 triệu trở lên. Có thuốc hay không có thuốc tùy chỗ, mà ít nhất là 2 triệu. Cái nữa là gì? Cái siêu âm nó cho mình một cái khảo sát bệnh nhân ở cái thời gian thực. Ở thời gian thực nghĩa là gì? Mình có thể vừa làm siêu âm, vừa hỏi lâm sàng bệnh nhân từ sau đến tháng. Rồi khi mà mình thấy hai cái cúc rút, ví dụ u và một cái cơ quan kế bên đó là cái trực tràng hay là cái bàng quang, hai đứa nó đang nằm kế nhau, mình vẫn có thể làm cái kiểm pháp để xem coi cái cục u này nó có dính vào cái cơ quan kia hay không, tức là làm cái kiểm pháp trường. Tại vì cái đó ngay cả cộng hưởng từ cũng không làm được. Rồi kế nữa là mình làm cái gì? Mình có đất lên, mình có đất lên để mình có thêm những cái thông tin về mạch máu của cái tổn thương. Thay vì đối với CT và cộng hưởng từ là các bạn phải làm gì để có thông tin đó? Các bạn phải chích thuốc, các bạn phải chích thuốc để biết nó bắt thuốc như thế nào để gợi ý là tới tổn thương là những gì. Còn siêu âm thì mình có đất lên. Hoặc cái nữa là mình có thể dùng siêu âm để hướng dẫn khi mà mình cần sinh thiết, mình cần sinh thiết. Rồi nếu mà những cái tổn thương mà mình lấn cấn trên cái hình này á, siêu âm mà có bơm nước lọc tử cung, nha, siêu âm bơm nước lọc tử cung chứ không phải là siêu âm đột quỵ, thì khi
đang lớn lớn là cái tổn thương nằm ở ngay giữa lòng tử cung á, nó thuộc về mọi mặt tử cung hay là thuộc về cơ tử cung, thì người ta có thể bơm nước vào lòng tử cung để cho cái lòng tử cung nó giãn ra chứa đầy dịch mà không trống, để người ta coi cái vị trí xuất phát của cái tổn thương đó là từ cơ hay từ nội mạc, để có nào là polyp nội mạc tử cung hoặc là nhân sơ tử cung dưới niêm hoặc là ung thư chẳng hạn. Nhưng mà ung thư nội mạc tử cung thường là người ta có chỉ định này, thường chỉ định bơm nước lọc tử cung là để phân biệt giữa polyp với lại nhân sơ dưới niêm. Tuy nhiên thì siêu âm nó cũng sẽ có một số khuyết điểm, rất là thường đó là phụ thuộc vào người làm, phụ thuộc vào kinh nghiệm của cái người đang thực hiện siêu âm có biết cách để tìm những cái dấu hiệu để dẫn tới cái chẩn đoán cuối cùng hay không. Tại siêu âm khi mà các bạn có ý tưởng, các bạn có ý tưởng, các bạn muốn tìm cái gì thì các bạn mới đi tìm. Nếu mà các bạn không quét qua cái vị trí đó thì là cũng không thấy. Mà cho dù các bạn có quay video lại cái cuộc khám của mình, các bạn đem cho người khác coi, các bạn không quét qua thì như là người ta không có dữ liệu, đúng không? Cho dù các bạn cho người khác xem đi nữa thì cái chẩn đoán của người ta vẫn lệ thuộc vào cái lúc, lệ thuộc vào cái người làm đầu tiên. Đó là muốn cho người ta coi cái gì thì người ta thấy cái đó, chứ không phải khách quan như là phỏng vấn từ như là CT là toàn bộ đều có quét qua hết. Cho dù bạn còn sót người khác đã nhìn vô, người ta vẫn thấy tổn thương. Cái nữa đó là trường quan sát bị giới hạn. Cái trường quan sát giới hạn đây đặc biệt đối với siêu âm qua ngã âm đạo, đặc biệt với siêu âm qua ngã âm đạo vì sao thì một hồi phải nói. Cái nữa là lệ thuộc vào bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân mặc dù mình làm tốt cỡ nào mình vẫn không thấy được, mình vẫn rất là khó khảo sát. Ví dụ như là bệnh nhân đang có thai tình cờ phát hiện một cái u buồng trứng. Bây giờ mình làm siêu âm để mình đánh giá đặc tính của cái u buồng trứng, thì các bạn cứ tưởng tượng mình đánh giá cái u buồng trứng trên cái người cái thai lớn có dễ dàng hay không, có bị cái thai nó làm ảnh hưởng tới cái cuộc khảo sát của mình không? Chắc chắn có, đúng không? Một cái người béo phì các bạn khảo sát qua ngã buồng đương nhiên là bị giới hạn, đúng không? Các bạn khảo sát qua ngã âm đạo mà gặp cái cơ quan mình muốn coi nó nằm quá cao so với cái đầu giò cũng không thấy được. Đó là những cái giới hạn của bệnh nhân. Hoặc là lúc mình làm quá nhiều hơi ruột, đúng không? Quá nhiều hơi ruột mình cũng không thấy được. Và đặc biệt nữa là trong phân giai đoạn ung thư thì đương nhiên là siêu âm nó có vai trò kém hơn so với những kỹ thuật như là CT với lại phẫu thuật tự rồi. Về kỹ thuật khi mà mình siêu âm phụ khoa, ở trên hình có hai cái đầu giò, cái này và cái này, các bạn quen với cái nào? Quen với cái đầu giò bên này, đúng không? Quen với cái đầu giò bên này, cái này mình vẫn dùng để làm gì? Siêu âm bụng. Siêu âm bụng. Tần số của cái đầu giò này là bao nhiêu? Từ 3.5 cho tới 5 MHz. Đây là cái đầu giò siêu âm qua ngã âm đạo. Cái đầu giò này cái tần số của nó tối đa có thể là 13. Tùy những cái máy mà mình mới hơn có thể cao hơn nữa. Nhưng mà thấp nhất là khoảng 7.5 MHz. Thấp nhất là 7.5 MHz. Vậy thì giữa đầu giò này và đầu giò này đương nhiên là đầu giò ngã âm đạo có tần số cao hơn, đúng không? Rồi mình nhìn lại cái hình, đây là cái hình tử cung thu được qua ngã bụng, đây là cái hình tử cung thu được qua ngã âm đạo. Mình thấy cái hình nào nhìn rõ ràng hơn, bên này rõ ràng hơn hay là bên này rõ ràng hơn? Bằng ngã âm đạo rõ ràng hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở cái ngã bụng mình thấy còn có cái gì nữa? Mình cần phải có bằng quan căn, đúng không? Vậy thì để siêu âm được qua ngã bụng thì hướng dẫn bệnh nhân là mình phải hướng dẫn thầy ta nhìn tiểu, đúng không? Để cho cái bằng quan căn lúc đó mình sẽ xem được tử cung ở phía sau hay là tiền dịch tiết ở phía sau hai buồng trứng chẳng hạn. Rồi còn mình ngược lại đối với siêu âm ngã bụng thì muốn làm qua ngã âm đạo mình phải kêu bệnh nhân đi tiểu, đúng không? Bệnh nhân đi tiểu. Vậy thì giữa đi tiểu và nhìn tiểu cho các bạn thế nào dễ hơn? Đương nhiên là đi lúc nào cũng dễ hơn nhịn, đúng không? Phá lúc nào cũng dễ cả. Rồi cho dù bệnh nhân chuẩn bị tốt ha,
như là nội mạc tử cung nè, như là cơ tử cung nè, quan sát được tất cả các lớp của tử cung. Hoặc là nếu như mà có một cái khối u buồng trứng, nó cũng sẽ cho phép mình đánh giá tốt những cái thành phần trong cái khối u đó, như là thành đạt vân vân, để mình hướng tới là mình sẽ tổn thương đạt hay là ác tính. Tuy nhiên á, cái đầu giờ mình sốt cao nó có một cái khuyết điểm gì vậy? Đó là cái độ xuyên thấu của nó thấp, tức là nó chỉ xem được những cái cơ quan là mặt gần nó thôi, những cái nào mà mặt xa nó cho dù bình thường cũng không thấy, cho dù bình thường cũng không thấy. Đó là một cái khuyết điểm của cái đầu giờ não hành đạo, mà cái đó là khuyết điểm của đầu giờ não bộ. Đầu giờ não bộ cái cơ quan sát rất là rộng, các bạn muốn coi giống mặt các bạn kéo tới chỗ đó thôi. Nhưng mà khuyết điểm của đầu giờ não bộ lại là gì? Lại là những cái ưu điểm của siêu âm đầu giờ não hành đạo. Cho nên là hai cái kỹ thuật này á, thực chất về vai trò của nó có giá trị bổ sung lẫn nhau, tùy là các bạn bắt đầu bằng cái gì. Ở thực tế là chúng mình, nếu mà khi mà bệnh nhân tới siêu âm phụ khoa thì người ta sẽ hỏi gì câu đầu tiên? Có gia đình chưa, đúng không? Và mà trắng trợn hơn chút hỏi có quan hệ tình dục chưa, đúng không? Né né một chút là hỏi có quan hệ nam nữ chưa. Hỏi kiểu nào đó hỏi để làm mục đích là mình muốn biết bệnh nhân là bạn trinh cách chưa, vậy thôi. Nên nếu mà rách rồi thì sẽ hướng dẫn đi tiểu để siêu âm con ngã hành đạo. Ở cái chỗ này thì khuyến cáo một chút là các bạn á, nếu mà trực tiếp mình hỏi hoặc thư ký của mình hỏi á, mình nên để ý chuyện mà người ta hỏi cái gì để mà mình biết quy định ở cái chỗ đó hỏi cái gì, tới hồi mình nghiêng mình hỏi lại. Tại vì mình cứ hay ngại ngại hỏi có quan hệ tình dục chưa, mình hay ngại lắm, mình cứ hay hỏi là có gia đình chưa và có quan hệ nam nữ chưa. Hai cái câu đó vẫn có trường hợp bệnh nhân hiểu nhầm có quan hệ nam nữ, quen anh trai cũng là quan hệ nam nữ, đúng không? Đâu có phải là tới bước cuối cùng đâu, thì em hỏi vậy là nó nói có là đúng rồi, mà em chọc vô là em hoàn toàn để nó như có gia đình chưa. Có bệnh nhân nó tưởng là có ba có mẹ có anh có em nha, bỏ vô không được. Lúc mà mình thật ra cái nói giỡn, chứ mà để mà mấy đứa mà bị cái bệnh nhân chưa có quan hệ mà mình đẩy thuốc đầu giờ vô á, thì đó là mình sẽ rất là ít kinh nghiệm mình mới bị cái loại đó. Tại vì nếu mà nó còn đó cái này không có đẩy được, mà đẩy vô mình sẽ cảm giác muốn biết mình sẽ ngừng lại liền, hoặc nó cũng la lăng la sớm lên cứ ngừng lại liền. Mình phải hỏi cái nhiều khi mình có mạnh mạo quá mình cứ què cọt tót cái mình xong luôn nên để ý cái chuyện thứ nhất là hỏi người ta có quan hệ tình dục chưa. Cái thứ hai là lưu ý là đừng có làm chuyện đó khi mình một mình, cho dù mà thư ký nó bận việc đi đâu đó, mình phải chờ quay lại mình mới làm cái thủ thuật có cái tính riêng tư đó. Còn nếu không thì rất là dễ có khi bị kiện cáo là thứ nhất. Rồi trở lại cái chuyện đó, làm khi đi khám phụ khoa tới siêu âm phụ khoa là hầu như nếu mà nói là đã quan hệ tình dục rồi mình sẽ bắt đầu bằng ngã hành đạo, đúng không? Nếu như mình nhà mình có điều kiện, không phải là ở chỗ nào các bạn cũng có máy siêu âm đủ đầu giò. Thường các bạn chỉ có hai đầu giò thôi, đầu giò phẳng với đầu giò cong, đầu giò phẳng với đầu giò cong, không phải là máy nào mình cũng có đầu giò ngã hành đạo. Lúc đó cũng sao đi, về nhà mình có điều kiện, nhà mình có đầu giò ngã hành đạo thì các bạn làm nó ngã hành đạo. Mục đích của siêu âm phụ khoa là để làm gì? Để thăm khám tử cung và buồng trứng có bình thường hay không, đúng không? Mục đích chỉ có nhiều đó. Nếu như mà mình chưa có đạt mục đích, đó là làm xong hỏi tử cung bình thường không, buồng trứng bình thường không. Còn nhớ là nó không biết trả lời sao, bởi vì tử cung có cái phần đáy tử cung chưa thấy, đây nó nằm cao á, nằm đó nó nhè nhè hơi ruột cao, nó không có thấy rõ. Cái vùng lồng tử cung ở vị trí đó chưa có rõ, có nhiều cái trường hợp thai sớm có thai nhỏ mà khi mà cái tử cung mà nằm xa cái đầu giò mình không thấy rõ mà mình làm cả bụng lên, nó ra không trả lời được. Buồng trứng bình thường không, nó nãy giờ quét có một cái chưa thấy, tức là bên phải cái đầu bên trái chưa thấy, thì có thể là nó nằm ở cao, đúng không? Là mình phải biết là cái giới hạn cái đầu giò mình đang xài mà nó là như vậy, mình phải biết dùng cái đầu giò ngã bụng mình coi thêm.
lên đến nhà cũ mình thấy không được thì mình thấy mới là hạn chế khảo sát từ lý do gì đó và đề nghị làm cái khác. Còn có khi chỉ cần mình dùng cái lọc dầu não bộ là mình sẽ giải quyết được vấn đề, bởi vì cái đá tử cung nằm cao, bởi vì cái buồng trứng nằm cao. Thế tuy nhiên ví dụ có một cái khối u buồng trứng ha, bệnh nhân có khối u buồng trứng, và mình biết u buồng trứng ở Việt Nam mình không có bao giờ là giảm nhỏ, có khi nó đi khám với cái chiều cao của khối u gần 30 cm ha, 30 cm nó mới đi khám. Thì với cái trường hợp đó các bạn bắt đầu bằng đầu dầu não nhân tạo, các bạn có tự tin thấy được luôn tới từ trên cái u không? Không bao giờ thấy, mà người ta có kinh nghiệm là người ta sẽ biết, người ta dùng thêm cái đầu dầu não bụng người ta làm để người ta đánh giá phía trên coi có tắc thì không, có tròn hay không. Rất nhiều ca các bạn chẩn đoán là ăn đơn giản buồng trứng, nhưng mà khi làm lại và khi chụp cộng hưởng từ ra thì có tròn ở bụng, có tròn có vách, đương nhiên không là ăn đơn giản ăn cái đó còn buồng trứng mình sẽ học. Cho nên là mình phải biết cái khuyết điểm của cái kỹ thuật mình đang dùng nó ở đâu, và mình phải bù trừ cho cái khuyết điểm đó bằng cách nào. Còn đổi lại nhà bạn không có điều kiện, hoặc là bệnh nhân chưa có quan hệ, đúng không? Và bệnh nhân còn học chưa có quan hệ tình dục, tuy nhiên là mình không có làm cá hành đạo rồi, mình phải làm cá bụng rồi, ăn làm cá bụng. Mà bây giờ nếu trong đa số trường hợp thì mình đều trả lời được, nếu như mà bệnh nhân nhận tiểu tốt mình làm được. Có những trường hợp bệnh nhân nhận tiểu tốt luôn rồi mình không thấy được, để mình kết luận bây giờ cái buồng trứng nó có một cái nang mà mình cứ thấy nó cứ nhè nhè, nó cứ đen đen, hoặc là nó kém kém, khi mình cảm thấy là nó phải không trống, khi mà mình thấy là mình nghĩ nó là không kém à, giờ giữa có nang trống có thể là nang chức năng, tức là không trị gì đó cũng hết, nang có nang kém, nang làm mà là nang thực thể còn phải theo dõi và điều trị ha. Vậy thì mình kết luận cần cách nào? Làm gì? Hẹn đâu nha. Có khi hoặc là đơn giản hơn nữa, bác sĩ chẩn đoán cho mình là theo dõi buồng trứng đa nang. À, theo dõi buồng trứng đa nang, mà các bạn biết thì những người mà bị buồng trứng đa nang á, thường người ta có đi kèm béo phì, đúng không? Cái thể trạng thất thường là phải béo phì. Thì cho dù mà bệnh nhân nhận thấy tốt cách mấy mình ngồi mình đếm thanh khoản, cái thanh khoản nhỏ nhỏ mà cứ ăn cả bụng rất khó. À, rất là khó. Vậy thì chữa cái thì cách nào? Hả? Dùng cũng cái đầu giờ qua thả hành đạo thải, nhưng mà phải làm mẹ trực tràng. À, và ngay cả các bác sĩ siêu âm, các bác sĩ sản phụ khoa người ta cũng chủ động đề nghị là siêu âm qua thả trực tràng. Thì ai đi thực tập ở đại học mình được rồi ấy, thì biết á, cái bác sĩ lâm sàng á, lúc nào mà khi mà cho siêu âm phụ khoa ở cái người mà độc thân á, người ta vẫn ghi là siêu âm qua thả trực tràng, nhưng mà đem xuống cái phòng siêu âm á thì có khi là mình thấy nó không có cần thiết, không cần thiết phải làm cái thủ thuật đó, cho nên có khi mình cũng hướng dẫn bệnh nhân nhịn tiểu để mà mình làm qua thả bụng, đa phần là đều giải quyết được. Nhưng mà mình phải biết là nếu mà mình có làm sai quy định đó, thì khi mà mình làm á, có những cái chẩn đoán như thế nào và cái hình ảnh người như thế nào cũng phải lỡ làm thả bụng rồi vẫn kêu nó đi tiểu xong quay vô mình làm thả trực tràng, mình phải trả được cái kết quả. Ví dụ người ta chạy đó mà buồng trứng đa nang, các bạn ngồi các bạn làm qua thả bụng mà trên cái người đã bé thì khi các bạn trả về nó sẽ sẵn sàng không chịu, ta sẽ yêu cầu phải làm lại. Rồi mình coi qua mấy hình ảnh thay đổi cũng bình thường theo tuổi các bạn sao. Về giải phẫu mình thấy tử cung nó sẽ bao gồm cái gì? Nó sẽ bao gồm hai phần, phần cổ tử cung ha, và phần thân tử cung. Trong đó cổ tử cung là một cái phần cố định, nó được giữ cố định ở ngay vị trí đường giữa, không có di chuyển gì hết. Trong khi cái phần thân á, nó có thể di động, cho nên có khi mình thấy cũng có bệnh nhân thôi, có khi mình siêu âm nó ngã trước, có khi siêu âm ngã sau, là do cái phần thân nó có thể di động. À, rồi còn cái cũng là cái phần thân tử cung thôi, nhưng mà nó có những cái tên khác nhau tùy vào vị trí. Ví dụ như cái chỗ cao nhất của thân tử cung, phía trên chỗ đổ của hai cái vòi trứng nó đổ vào đây nè, thì cái phần thân tử cung ở phía trên chỗ đổ của hai vòi trứng người ta gọi là đáy tử cung. À, cái phần thân tử cung mà nằm ngay
cổ tử cung á, gọi là đọt eo, gọi là đọt eo. Còn thân tử cung mà cái chỗ mà cái phần trứng cắn vô thì gọi là sừng tử cung. Tất cả đều là thân tử cung hết, nhưng mà nó có những cái tên riêng tùy theo vị trí. Nếu mà một cái tổn thương của mình mà nó nằm ở cái vị trí chuyên biệt đó thì mình có thể mô tả là ở vị trí đó, vị trí đó, người ta dễ hình dung hơn là mình cứ nói chung chung là phần thân ha. Rồi cái vòi trứng có bốn đoạn thì cái này cũng không có gì để khó. Hai cái buồng trứng thường nó sẽ nằm ở hai bên tử cung, nằm ở hai bên tử cung. Có khi một cái buồng trứng, vị trí của buồng trứng nó rất là di động ha, vị trí thường là nó sẽ nằm hai bên và hơi phía trước so với tử cung. Nhưng mà có những cái trường hợp, ví dụ như khi mà tử cung nó lệch qua một bên, ví dụ nó lệch qua bên trái, thì cái buồng trứng bên phải nó thường nó đi lên cao, nó nằm phía trên đáy tử cung. Đó là những cái trường hợp mà mình khó tìm buồng trứng. Còn về tương quan của tử cung với những cái cấu trúc xung quanh á, mình thấy là tử cung nó sẽ nằm phía sau bàng quang ha, phía trước trực tràng và đại tràng mang. Về các dây chằng nó còn ôn lại trong bài, mình không có thời gian nói vào mấy cái đó. Về nguồn máu nuôi thì tử cung nó có hai nguồn cấp máu, nhưng mà cái nguồn chính của nó là từ động mạch tử cung. Động mạch tử cung là bắt nguồn từ động mạch chỗ trong ha. Và một cái phần nhỏ khác đó là từ cái động mạch của buồng trứng, nó cũng cho nhắm tới nuôi tử cung. Rồi. Ở đây là cái hình tử cung nó thay đổi theo tuổi. Hình này là của trẻ sơ sinh, hình này là của thiếu niên ha, và cái hình này là ở tuổi trưởng thành. Để mình nhìn coi nó có những cái đặc trưng gì theo tuổi. Sau đó là xoay vuông góc 90 độ, mình sẽ có mặt cắt ngang để
gan. Đấy, những cái trường đây là cái bình thường ha, những cái trường hợp khó ha, tức là tử cung nó có gập, chứ nó không có thẳng tắp giống như cái hình hồi nãy, thì lúc đó khi mà mình đo chiều dài mình để ý ha, mình phải đo hai đoạn, tức là từ cái mình đo chiều dài của thân tử cung trước, mình đo chiều dài của cổ tử cung để mình chọn lại. Thì đối với kích thước, cái để mình cần nhớ đó là về chiều dài. Chiều dài thì thôi cũng nói nè, đối với cái đường kính trước sau, tại vì chiều mình hay đo, khi mà mình làm các bạn thấy người ta làm, mình chỉ đo có một chiều thôi, đó là cái đường kính trước sau. Trừ những cái trường hợp nào mà đặc biệt có yêu cầu thì người ta sẽ đo thêm chiều dài. À, còn cái chiều đường kính trước sau cần nhớ ở cái trẻ sơ sinh đó, mình nên nhớ vào tuổi thiếu niên. Mình nên nhớ là DAB của nó không bao giờ vượt quá 1,4, không bao giờ vượt quá 1,4. Nếu mà có là phải coi lại nha. Rồi ở cái tuổi sinh sản thì cái DAB của trung bình là khoảng 4 cm, nhưng mà những cái con số này ở tuổi sinh sản nha có thể cộng thêm 1 cm nếu như cái người đó người ta sinh đẻ nhiều lần. Thì cái từ ví dụ người ta đẻ hai con, mình đo DAB của tử cung 46 mm vẫn chưa kết luận là lớn, tại vì cho phép mà khi nào mà các bạn đo 5,5 cm hay 6 cm thì mình mới nghi là cái tử cung này kích thước lớn ha. Kích thước lớn có ý nghĩa trong cái bệnh lý phúc sau mình học. Và cái tuổi mãn kinh á, cái tuổi mãn kinh thì cái tử cung nó sẽ teo lại, và mình thấy có khi nó đạt tới kích cỡ giống như sơ sinh luôn ha, giống như là sơ sinh đó về mặt kích thước. Rồi mình coi lại cái tử cung của tuổi sơ sinh nè, tử cung của tuổi thiếu nhi nè, mình thấy đó cái nội mạc của cái trẻ bé sơ sinh này với cái nội mạc của cái đứa thiếu nhi này nè, cái nào dễ nhìn hơn? Mình thấy là hình như tuổi sơ sinh nó dễ nhìn hơn đúng không? Và thậm chí trên cái hình này là sao, là có một ít dịch trong lòng tử cung luôn, tức là cái lớp màu đen đen nè, ha, cái đường màu trắng á là nội mạc, cái lớp màu đen đen là dịch trong lòng tử cung. Thì cái chuyện này vẫn là bình thường theo tuổi, bình thường theo tuổi ha. Người ta giải thích là do bé sơ sinh nó còn chịu ảnh hưởng của hormone từ mẹ, cho nên có khi mình thấy một ít dịch trong lòng tử cung đó là bình thường, không có chuyện, không có ý nghĩa bệnh lý. Tuy nhiên với cái hình đó mà các bạn thấy cả tuổi thiếu niên được không được phép nha, không được phép. Ở tuổi mãn kinh, mãn kinh mặc dù người ta không có hành kinh nữa nhưng mà bình thường vẫn có thể, khi mà mình siêu âm mình vẫn có thể thấy một ít dịch trong lòng tử cung ở người mãn kinh, đó vẫn là bình thường. Cái mà mình cần quan tâm nếu mà mình thấy có dịch trong lòng tử cung ở người mãn kinh, mình cần quan tâm là gì? Mình quan tâm tới bề dày nội mạc có bình thường không, bề mặt nội mạc nó có trơ láng không hay là nó gồ ghề nhô, thì lúc đó nó có ý nghĩa bệnh lý. Thay đổi theo tuổi nữa là cái gì? Ở đây là cái vị trí của mạch máu, đúng không? Mình thấy là động mạch tử cung á, nó chui vào cơ tử cung ha, tới cái ranh giới giữa cái lớp cơ trong và lớp cơ giữa. Đó, ở đây là có mạch cung. Rồi sau đó nó sẽ đổi tên, chui vào lớp cơ giữa và lại một lần nữa nó đổi tên, chui vào động mạch tử cung. Rồi động mạch tia đổi thành động mạch sống chẳng hạn. Nhưng mà ở cái vị trí mà động mạch cung ha, thì có khi ở những người bình thường mình vẫn thấy những cái mạch máu này nó giãn lớn, giãn lớn giống như vậy. Có khi mà các bạn có thấy ví dụ như ca này mình không hề thấy động mạch nó giãn lớn, ca này mình thấy nó máu giãn lớn vẫn là bình thường ha. Cái vấn đề là mình phải biết ở đây là mạch máu nó giãn chứ không phải là cái tổn thương gì đó của cơ tử cung. Rồi ở người mãn kinh thì ở vị trí mà những cái động mạch cung hồi nãy mình sẽ thấy nó có đóng vôi, đóng vôi của tĩnh mạch, đó là cũng là một cái bình thường à, không có ý nghĩa bệnh lý gì hết. Hoặc là ở những người già đôi khi mình thấy những cái ổ đóng vôi nhỏ nhỏ ngay dưới động mạch tử cung, thì cái này nó cũng không có ý nghĩa về lâm sàng lớn nữa. Người ta giải thích có thể là do giảm dưỡng hay là ở những cái người mà có tiền căn đặc dụng của tử cung có thể thấy cái đó, thì mình thấy nó mình cũng biết trong giới hạn bình thường, không cần phải ghi nhận gì hết. Đó là hình ảnh bình thường theo tuổi. Vậy thì bây
con của khoa người ta tổng cái gì? Đầu tiên là tư thế, đúng không? Tư thế của con làm người ta sẽ đánh giá bởi hai cái gốc, gốc gập và gốc ngã. Gốc gập và gốc ngã. Thường các bạn thấy người ta hay đọc gốc gì? Ngã. Hay đọc gốc ngã, cứ nói tư con ngã trước ngã sau gì đó, đúng không? Vậy thì gốc gập được định nghĩa là cái gốc hợp bởi trục của cổ tử cung và trục của thân tử cung. À, ở cái hình này mình thấy là cái gốc này là nhỏ hơn 180 độ, gọi là gì? Tử cung gập trước, gập trước. Nếu như cái gốc này mà nó lớn hơn 180 độ thì gọi là tử cung gập sau. Rồi. Nhưng mà khi mà cái tử cung mà nó nằm thẳng băng như vậy, nằm thẳng băng như vậy, các bạn đánh giá được gốc gập không? Thật sự á, gốc ngã không? Không đánh giá được gốc gập thì mình đánh giá bằng gốc ngã, đúng không? Gốc ngã về mặt lý thuyết đó là cái gốc hợp bởi giữa trục của âm đạo và trục của cổ tử cung. Theo kịp không? Trục của âm đạo và trục của cổ tử cung. Bây giờ các bạn siêu âm mặt ngã âm đạo, các bạn có thấy âm đạo không? Không thấy không? À, cho nên là không có đánh giá được cái gốc đó là sao đâu. Cho nên người ta mới sao cái gốc gập. Nếu như mà cái thân tử cung và cổ tử cung nó nằm trên một đường thẳng giống như cái hình này thì người ta sẽ coi cái tương quan giữa cái đáy tử cung với lại màng quang ở phía trước và cái trực tràng ở phía sau. Nếu như mà cái đáy tử cung nó nằm gần màng quang giống như cái hình này gọi là ngã trước. Nếu như mà cái đáy tử cung mà nó nằm hướng về phía trực tràng nhiều hơn, nó nằm xa màng quang giống như cái hình này thì gọi là ngã sau. Do đó các bạn thấy khi mà các bạn thấy người ta làm cho âm phụ khoa, người ta đâu có, người ta đâu ngồi đô gốc, đúng không? Mà người ta thay vì vậy thì người ta sẽ dựa vào cái gì? Gần như là người ta dựa vào định hướng mặt hình luôn, đúng không? Thì bây giờ hôm bữa tôi hướng dẫn cô âm á, tôi có hỏi các bạn không? Quy ước quốc tế, quy ước quốc tế về hiển thị trên cái mặt hình siêu âm. Nếu ở đây là đầu dò ngã bụng ở mặt dọc, đầu dần ngã bụng bằng cách dọc thì cái hướng này là gì? Trước à, sau. Đây là gì? Trên và đây phía dưới. Ở đây mình là ngã âm đạo, đúng không? Vậy thì chỗ này là gì? Dưới. Bởi vì đây là cái chỗ mà áp đầu dò vô mà nó nằm ở dưới. Các bạn đang áp vô phía dưới đúng không? Nó nằm ở dưới và đối ngược ở dưới thì đây là trên. Đây là trước và đây là sau. Cho nên người ta thấy cái đáy tử cung này là nó hướng ra phía trước, hướng ra phía trước. Cây ngã trước lúc đó chưa kịp nhìn thấy cái màng quang ở đâu nữa, mà thấy cái đáy tử cung nó hướng qua đây, người ta đã kêu nó ngã trước rồi. Thấy cái đáy tử cung mà nó hướng qua phía bên này, kêu ngã sau, đúng không? Đấu ai với cái kiếm trực tràng với đại tràng làm gì? Ta coi là nó nằm ở hướng nào. À, và có khi là nó nằm ngay đây, các bạn thấy không, kêu nó là gì? Trung gian ha, nhưng mà đừng có nên đọc trung gian, sau này người ta không có đọc trung gian nữa, tại vì đã là cái gốc mà rất là dễ thay đổi. Mới trong cái cuộc rồi mình đang làm mới quẹt ở cái trung gian, con bụng trứng coi lại tử cung thì nó đổi thành ngã trước hay ngã sau rồi. Cho nên mặc dù là mình thấy nó nằm ở đây cái giữa này, mình cũng phải coi là nó lệch về phía nào, lệch về phía nào nhiều hơn để mình đọc cái đó được đọc trung gian. Đó là đối với cái ngã âm đạo. Cái hình này các bạn sẽ quen hơn, đó là ngã bụng. Vậy các bạn đọc xong, vậy đối với tử cung này là ngã gì đây? Ngã trước, đúng không? Tại vì mình thấy cái đáy tử cung nó hướng ra phía trước mà. À, vậy thì khi mà cái đáy tử cung này nó lệch về cái bên này, nó là ngã sau, vậy thôi. À, xong cái tư thế, người ta sẽ đo kích thước, đúng không? Người ta sẽ đo kích thước thì mình phải thuộc cái giới hạn bình thường của cái kích thước. Còn đo kích thước như thế nào nhắc lại ha, phải cắt ở mặt cắt dọc giữa, cắt ở mặt cắt dọc giữa rồi mình phải đo kích thước, đo DAB của tử cung. Rồi cơ tử cung thì về mặt giải phẫu thì mình thấy cơ tử cung nó có bao nhiêu cấu trúc ở đó, nó có lớp cơ trong, nó có lớp cơ giữa và lớp cơ ngoài ha. Bây giờ không nói tới tình trạng bệnh nhân, chỉ nói tới thiết bị của mình thôi. Đây là mình làm qua ngã bụng, các bạn có thấy được ba lớp không? Không, đúng không? Đa số tình trạng khi các bạn làm siêu âm, các bạn sẽ
thấy rõ ba lớp như thế này thì các bạn đánh giá cơ chấn thương nó bình thường, sao kêu nó bình thường không có tổn thương, đồng nhất giống như đen vậy thôi, phải không, đồng nhất ha, là không có tổn thương hay là mật độ đều gì đó. Trong trong cái phương phụ khoa người ta không ghi là phải không đồng nhất, mà ta ghi là cơ chấn thương đều, cái này cũng tương đương với chữ đồng nhất, chỗ nào cũng phải không giống cái chỗ đó, cho nên là coi như không có tổn thương chứ không phải là mình chờ mình thấy một lớp hai lớp ba lớp mới là bình thường. Có những cái trường hợp mà đầu giờ của mình tốt, cái thứ nhất, cái thứ hai là tình trạng bệnh nhân tốt, là mình thấy rõ ba lớp cơ thế nào, cái đường trắng ở chính giữa này, cái buồng trắng này màu màng tử cung ha, kế màu màng tử cung có một cái lớp mình thấy nó đen hơn, đó là lớp cơ trong. Rồi lớp cơ giữa nó sẽ có khả năng cao hơn cái lớp cơ trong một chút. Rồi chấm dứt của lớp cơ giữa đó là vị trí nào, có mạch cung ha, mạch máu cung, thì từ cái mạch máu ra tới bờ ngoài đó là lớp cơ ngoài. Đôi khi người ta sẽ không có phân biệt rõ giữa lớp cơ giữa và lớp cơ ngoài, người ta xếp hai cái lớp là dùng chung cái, có khi người ta đánh giá là cơ tử cung phân biệt trong ngoài rõ, trong ngoài rõ chúng ta nói không phân biệt ba lớp rõ. Cái đó thì thường ở cái độ cao hơn, ví dụ như là học hướng từ người ta mới nói tới cái chuyện đó. Trong siêu âm các bạn chỉ là cần đánh giá là khả năng đều hay không thôi. Tại vì sao? Bởi vì cái tình trạng phân biệt các lớp cơ đối với bản thân bệnh nhân nó cũng sẽ thay đổi theo tuổi, tùy theo cái tình trạng hormone của cái người đó. Ví dụ như ở người già là mình sẽ không thấy rõ phân biệt ba lớp cơ ha, ở những cái người mang thai không thấy rõ, những cái người sau sinh không thấy rõ. Cái chuyện mà sau sinh mà khôi phục lại phân biệt rõ ba lớp cơ đó chỉ sau cái sinh 6 tháng ha, sau khi sinh 6 tháng nó mới trở về bình thường, còn trước đó nó cứ đen thì mình cũng có đầu đó là bất thường. Rồi tới nội màng mình thấy nè, tử cung này nhảy gì trước, ở đây là nội màng tử cung, nội màng tử cung ở chỗ này là nội màng của thành gì, thành trước, đây là nội màng của thành sau. Vậy thì nói nội màng có hai lớp, có phải là nói lớp thành trước và nói thành sau không? Không, cái này đi qua chúng ta đã học còn biết nữa nha, ba đã biết rồi. Tức là đầu mặt có thành trước cũng có hai lớp, đầu mặt thành sau cũng có hai lớp, đầu mặt thành phải có hai lớp, thành trái có ba hai lớp. Đó là về cấu trúc của nội mặt ở một thành tử cung, chứ không phải là mình đếm thành trước và thành sau tổng lại là hai nha, đừng hiểu nhầm. Thì nội mặt có hai lớp là lớp nào? Lớp thứ nhất là lớp nền, ha, lớp nền là cái lớp mà nằm gần cơ tử cung, nằm gần cơ tử cung. Đó là cái lớp không thay đổi, không thay đổi trong suốt chu kỳ kinh. Rồi cái lớp thứ hai là lớp chức năng, nó nằm về phía lồng tử cung, đây là cái lớp nó sẽ dày lên trong suốt chu kỳ kinh và nó sẽ bong tróc ở cái kỳ thành kinh nếu như mà người đó không có thai. Còn phản ứng của nội màng và bề dày của nội màng trong một chu kỳ kinh nó cũng thay đổi, nó cũng thay đổi. Thì ở giai đoạn mà sau khi vừa phát kinh hoặc là ở giai đoạn hành kinh, ở giai đoạn hành kinh đôi khi mình sẽ thấy có một ít dịch trong lồng tử cung, đó là bình thường đúng không, đang chảy máu không có máu hay là bất thường ha, có một ít dịch trong lồng tử cung, còn nội màng nó vẫn là phản ứng kém và nó mỏng, nó mỏng. Rồi từ từ hết giai đoạn hành kinh thì nội màng nó sẽ bước qua giai đoạn tăng sinh. Cái tên của nó cũng cho mọi người mừng tận được, nó đang làm gì, nó tăng sinh có nghĩa là nó đang tăng trưởng về mặt kích thước bề dày đúng không, thì lúc đó là nội màng nó sẽ dày lên, nó sẽ dày lên đỉnh điểm là ở cái thời điểm quanh rụng trứng. Cái con số các bạn có thể nhớ là hoặc là 15 mm hoặc là 16 mm. Còn về phản âm của nội màng ở giai đoạn tăng sinh mình thấy là phản âm kém, đen đen là kém rồi đúng không, phản âm kém. Và hình ảnh đặc trưng, hình ảnh đặc trưng ở giai đoạn tăng sinh hoặc là rõ ràng nhất ở cái thời điểm quanh rụng trứng là mình thấy nó có ba lớp. Ba lớp là gì, một hai ba, có ba đường phản âm dày, ba đường phản âm dày ha. Cái nào, đường thứ nhất lớp nền thành trước, lớp nền cái này thành trước, đường thứ hai lồng tử cung
lần thứ ba lớp nền nó thành xong, hiểu không? Có ba lần cả năm vậy. Rồi sau khi mà trứng nó rụng, sau khi trứng nó rụng thì họ mà nó bước qua giai đoạn kế tiếp, tức là ở giai đoạn tăng sinh nó chịu ảnh hưởng chủ yếu của estrogen, qua giai đoạn tăng sinh nó có thêm tác dụng của progesterone. Bước vào giai đoạn kế tiếp thì nội mạc nó tăng bề dày, nó có nhiều nữa không? Hầu như là rất ít, thậm chí không tăng. Hầu như rất ít, thậm chí không tăng. Nó chỉ thay đổi cái gì? Thay đổi về mặt phản âm. Lúc này mình có thấy ba đường phản âm dày nữa không? Không. Nội mạc lúc này phản âm gì? Mình không thấy ba đường phản âm dày, bởi vì ba đường phản âm dày nó mất đi hay là sao? Nó cũng mặt đỏ thôi chứ nó có mất đi đâu, nhưng mà mình không thấy đỏ là bởi vì cái nội mạc này từ cái màu đen nó thành màu trắng, trắng và trắng nằm kế nhau, không thấy rõ ranh giới, đúng không? Là nó vẫn nằm đó chứ nó có đi đâu đâu, nhưng mà bởi vì cái nội mạc ở đây nè, từ màu đen nè nó trở thành màu trắng, từ phản ứng kém thành phản ứng dày, cho nên là ranh giới giữa nội mạc và những cái đường đó mình không thấy rõ chứ nó không có mất đi đâu cả. Thì tóm lại là gì? Thay đổi của nội mạc trong chu kỳ kinh, giai đoạn tăng sinh phản ứng kém, qua giai đoạn kế tiếp phản ứng dày, bề dày các bạn còn nhớ đó là nhỏ hơn bằng 16 mm là tối đa. Ở người mãn kinh thì đương nhiên nó sẽ không có thay đổi theo chu kỳ, nó đâu còn kinh đâu mà thay đổi, thì lúc đó nội mạc lúc nào nó cũng mỏng hơn 5 mm. Đây là cái hình mình thường thấy khi mình đi thực tập. Người ta sẽ cắt cái bằng cách dòng giữa của tử cung và dùng ở đó để đo. Đo cái gì? Một là người ta đo DAB của tử cung, tức là nguyên cái thân tử cung á, người ta tìm cái chỗ nào mà lớn nhất, người ta thấy một cái điểm từ thanh mạc của thành trước để từ vuông góc với nội mạc tử cung tới cái bờ thanh mạc của thành sau ra DAB ha. Rồi cũng trên cái mặt cắt này người ta đo bề dày nội mạc, thì cũng coi nội mạc á chỗ nào lớn nhất, người ta lấy cái ranh giới của nội mạc thành trước nè, kẻ đường vuông góc với gần tử cung có cái đường mà nó cắt ở chính giữa ra tới hết nội mạc thành sau ra được bề dày nội mạc. Và đây là những cái con số mà mình cần phải nhớ nè. Rồi các bạn nhìn lại cái lần nữa về hình ảnh của tử cung và những cái tên giải phẫu của tử cung trên siêu âm. Rồi mình vô bệnh lý. Thứ nhất là bất thường bẩm sinh. Gần đây á, do cái tiến bộ của kỹ thuật cho nên mình thấy tỷ lệ của những cha bất thường bẩm sinh tử cung phát hiện ngày càng nhiều. Và ngoài cái chuyện mà tiến bộ về kỹ thuật nữa, các bạn làm về cái gì nữa thì mình phát hiện ra ngày càng nhiều. Quan tâm tới sức khỏe, mình nên đi khám vô sinh nhiều. Nếu mà người ta không có ý có con thì thôi, chứ mà nếu người ta có ý có con mà người ta để bình thường trên năm không có thì người ta sẽ đi khám. Và nhờ vậy nên là mình thấy càng ngày càng nhiều. Và mình sẽ thấy cái tỷ lệ của dị tật tử cung á nó sẽ tăng cao, đặc biệt ở những dân số có vấn đề về phụ khoa và sản khoa, như là vô tinh nè, như là xảy thai tái phát. Cái tỷ lệ cái người đó mắc dị tật tử cung nó sẽ cao hơn so với cái dân số bình thường. Thì đối với dị tật tử cung á, người ta làm cái kỹ thuật gì để phát hiện, làm kỹ thuật gì để phát hiện? Cái hình này các bạn quen không? Nó là gì? Đó là HSG, tức là chụp lồng tử cung có cản quang. Nguyên tắc là gì? Người ta đặt một cái ống thông vào lồng tử cung, rồi người ta bơm thuốc cản quang cho cái thuốc cản quang nó trám đầy cái lồng tử cung, rồi người ta chụp. Còn kèm với cái kỹ thuật này là người ta ngoài cái chuyện mà quan sát được cái hình dạng của cái lồng tử cung á, nó có bình thường hay không, thì người ta coi được là cái vòi trứng nó có bị tắc hay không, dựa vào cái chuyện là coi cái thuốc cản quang nó có đi qua vòi trứng và nó thoát vào ổ phúc mạc ổ bụng hay không, để đánh giá cái sự thông thương của vòi trứng. Cái hình này siêu âm 2 chiều đúng không? Siêu âm 2D. Cái hình này là gì? Siêu âm 3D. Siêu âm
coi đây bởi vì nó căng căng hay sao? Bởi vì hình nó màu căng hay sao? Bởi vì người ta tái tạo theo một cái mặt bằng khác, một cái mặt bằng khác ở đây người ta tái tạo ở cái mặt bằng corona, cái mặt cắt vành của tử cung, cắt vành của tử cung để người ta đánh giá để thấy hiện thật nào, chứ không phải là 3D là nhờ nó có hình căng căng nha. Cái hình 2D các bạn thích, các bạn có thể để màu đỏ luôn cũng được nữa, chứ không phải là chỉ màu trắng và màu đen không. Giữa và sau đó nó tiêu đi cái vách ngăn để nó tạo thành tử cung.
cung, cổ tử cung và phần trên âm đạo. Hai cái đoạn nó không dính lại với nhau thì tạo thành hồi trứng. Rồi một phần ba dưới của âm đạo nó có nguồn gốc khác, nó không từ hai ấn tượng tinh thần mà nó từ sơ niệm dục, nó từ sơ niệm dục, cho nên âm đạo nó có hai nguồn gốc, âm đạo nó có hai nguồn gốc. Bởi vậy cho nên thường những cái vị tầng của tử cung nó thường đi kèm với vị tầng của phần trên âm đạo, trong khi một phần ba dưới âm đạo vẫn bình thường. Mình thấy là bởi vì nó khác nguồn gốc phôi thai ha. Vậy thì khi mà cái quá trình hợp nhất hai ống mô lơ để tạo thành cái tử cung bình thường nó bị trục trặc ở cái chỗ nào đó thì nó sẽ tạo thành một cái loại dị tật. Vậy ví dụ như là cái dị tử cung một sừng, tử cung một sừng thì các bạn có hiểu là vì sao tạo thành tử cung một sừng không? Ví dụ như trong cái hình vẽ này là cái bị trục trặc ở bên trái, cái ống bên trái đúng không? Nó bất sản hoàn toàn cái ống bên trái, còn lại tử cung một sừng bên phải đúng không? Trường hợp mà cái ống bên trái nó không bất sản hoàn toàn, ví dụ như là cái này mà nó chỉ thiểu sản, thì mình sẽ có cái gì? Mình có tử cung một sừng ở bên phải kèm với một cái sừng sơ thai, người ta gọi cái sừng này là sừng sơ thai nằm ở bên trái. Và trong cái sừng sơ thai đối với cái dị tật này, cái quan trọng người ta quan tâm là cái gì các bạn biết không? Ta quan tâm là trong cái sừng sơ thai này nè, nó có chứa nội mạc hay không? Chứa nội mạc hay không? Ví dụ như là cái hình này nó có cái sừng sơ thai nhưng mà bên trong nó không có nội mạc, có nghĩa là nó không có thể gây một cái triệu chứng lâm sàng nào khác so với cái này đó. Ở đây nó chỉ là một cái mẫu cơ thôi, không có chức năng gì hết ha. Còn đây là cái sừng sơ thai nó có nội mạc, cái này nhá, cái sừng sơ thai này nó có nội mạc nhưng mà nó có thông thương với cái sừng bên phải, cái này nó có nội mạc nhưng mà nó không thông với cái sừng bên phải. Vậy thì nếu như mà bệnh nhân bị cái thể này, có các bạn bệnh nhân có bị ớn nóc chân không? Có bị đau chân không? Có đúng không? Thế thì hành kinh nó vẫn bong tróc, nội mạc nó vẫn bong tróc nhưng mà nó không có đường đi, cho nên là nó ớn đây, nó ớn đây thì bệnh nhân sẽ bị đau bụng do ớn nóc kinh. Ở đây xong rồi sẽ sao nữa? Nó sẽ chui vào bồi trứng, cái vào ổ bụng, bệnh nhân sẽ tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung trong ổ bụng đúng không? Còn ở đây nè, nó có thông thương, tự nhiên nó không bị ứng máu kinh mà nó có nguy cơ gì? Nó có nguy cơ là cái thai nó có thể chui vào đây nó nằm, cái thai chui vào đây nó nằm, có nghĩa là cái thai này giống như thai ngoài tử cung, bởi vì nó sẽ vỡ, thường ở tầng cái mụn thai nó sẽ vỡ. Rồi cái thằng này ngoài ứng máu kinh á, thai nó chui vô đây không? Phải không? Có chứ, đúng không? Nó có thể nó thụ tinh nở à? Không, nó thụ tinh ở đâu, ở đây nó đi cũng được, nhưng mà mình nói cái chuyện mà cái kia nó mạnh hơn ha. Mình nói con tinh trùng nó mạnh hơn, nó chui từ đây nè, nó chui qua đây, nó đi chui qua bên đây, nó đụng cái trứng bên đây, thụ tinh đúng không? Nó thụ tinh nó ngồi trứng bên trái, nó sẽ chui vào cái tử cung bên trái. Nó vẫn có trường hợp vậy. Còn có những cái trường hợp hoàng tử nó không nó đi vào, cho dù nó thuộc tinh bên này ha, thì nó không chui vào đây mà nó rớt ra ngoài á, thì nhiều khả năng nó tạo ở ổ bụng nhiều hơn là nó bò được qua tới bên này. Qua tới bên này là phải tinh trùng nó mạnh nó mới đi. Rồi đó là một cái cơ chế của tử cung một sừng ha. Vậy thì khi mà hai cái ống này mạnh hoặc nào thấy phát triển, có là nó bên phải nó phát triển, bên trái nó phát triển và nó không hợp lại với nhau, thì mình sẽ có tử cung đôi. Lúc
đó là mình có hai sừng và hai cổ, đúng không? Rồi bây giờ nó có hợp lại với nhau ở một cái đoạn phía dưới ha, thì mình sẽ có tử cung hai sừng và một cổ, hai sừng một cổ. Còn cái toàn bộ nó đều dính lại với nhau rồi ở chính giữa nó có cái bát nhang, bác mẹ nó phải tiêu cái bát nhang này đi để nó tạo thành cái tử cung bình thường. Bây giờ cái bát nhang nó không tiêu thì tùy khả năng, nó tiêu vậy nó hoàn toàn không tiêu gì hết, mình có cái bát nhang hoàn toàn. Và nếu mà nó tiêu được chút xíu thì mình sẽ có cái bát nhang 8 phần. Còn nếu mà tiêu bát nhang được lên tới đây thì mình có tử cung giãn cung. Nhưng mà tử cung giãn cung á, chỉ là cái hình dạng của nó hơi khác với bình thường một chút, nhưng mà người ta thấy là nó không có cái tỷ lệ về những cái biến chứng phụ khoa và sản khoa, nó đều không có cao hơn cái tử cung bình thường bao nhiêu cả, cho nên hầu như nó giống như cái tử cung bình thường. Có khi là chỉ ở những trường hợp không biết vì sao xảy thai tái phát, kết quả là nguyên nhân mà chị thấy có cái tử cung giãn cung, đã thấy là người ta sẽ đổ thừa cho nó. Chứ thật ra là nó giống như tử cung bình thường, người ta coi nó là một cái biến thể bình thường thôi. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Cái tử cung dạng S, cái cung cái buồng tử cung có hình chữ T. Thì cái này á là bởi vì người ta thấy là do ảnh hưởng của một cái thuốc chống điều trị cho những cái người mà bị động thai, dọa sinh non, người ta cho bà mẹ uống thuốc này, người ta cho bà mẹ uống thuốc này, rồi sau đó là người ta thấy là những cái đứa con gái của những bà mẹ đó có tỷ lệ mắc cái biến bê cái tử cung dạng này, nhưng mà cái tử cung dạng này thì ngoài cái chuyện mà cái động tử cung nó bất thường, mình thấy nó không phải là cái hình tam giác nữa, mà nó hình chữ T và nó có những cái chỗ mà hẹp phình nó không có đều nhau, thì không phải chỉ riêng về bất thường hình dạng không, mà cái tử cung này nó vẫn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư và âm đạo nè, hội chứng nè, vân vân. Cho nên là cái thuốc này là từ sau thập niên 70 là nó sử dụng rồi, cho nên bây giờ rất là ít gặp cái loại dị tật này. Rồi có những cái dị tật mà mình không có giải thích được và mình không có bỏ được vào cái nhóm nào ở vừa nói, thì người ta sẽ bỏ nó vô cái nhóm một, nó là tiểu sản hay là bất sản thực phần của hai ống tật trung thận, thì không xếp được vô tử cung một sừng, tử cung đôi, tử cung hai sừng cũng không có nhanh, thì người ta sẽ tán vào nhóm một. Đây là cái hình về mắt các bạn tự coi mấu chốt của các bạn phân loại dị tật tử cung á, mấu chốt của phân loại dị tật tử cung để đầu nó là tử cung dạng gì, thì các bạn phải cắt được cái mặt cắt corono của thân tử cung, tức là không phải corono của cái cơ thể mình đang làm nha, mà phải là của cái bạn, tức là ở đây là cái thân tử cung, để mà mình có được cái hình dạng như thế này, cái được bờ thân màng nè, cái được bờ nội màng, và cái phân định được nó thuộc nhóm màng. Và phân định bằng cách nào? Ví dụ người ta coi cái bờ thân màng nè, tức là bờ ngoài á, nó có phẳng hay là nó lồi hay là nó lõm. Rồi cái bờ nội màng nó phẳng hay là nó lõm. Vậy thì nếu như mà một cái bờ thanh màng mà nó phẳng thì mình sẽ có tử cung gì? Có thể tử cung bình thường, đúng không? Có thể là tử cung dạng cung, và có thể là tử cung có quanh. Chỉ có ba dạng này thôi. Kế đó mình sẽ quan tâm tiếp cái gì nữa? Mình quan tâm tiếp cái bờ thanh, cái bờ nội màng, cái bờ nội màng. Nếu mà nó phẳng như thế này, bình thường. Nếu mà nó lõm, dưới 1cm thì là giãn cung. Nếu mà nó lõm trên 1cm, có quách. Kịp không? Còn nếu mà mình thấy cái bờ thanh màng mà nó lõm, bờ thanh màng, bờ ngoài mà nó lõm thì chỉ có hai cái thôi. Tử cung hai sừng hay là tử cung đôi, tử cung hai sừng và tử cung đôi. Nếu mà các bạn quét các bạn thấy hai sừng hai cổ thì còn tử cung đôi. Còn nếu mà các bạn thấy hai cái sừng tử cung này nó kết hợp lại ngay trước cái chỗ cổ tử cung, có ngay vị trí đầu heo là tử cung hai sừng một cổ. Đương nhiên có những cái trường hợp tử cung dạng hai sừng hai cổ thì về mặt hình ảnh mình sẽ không phân biệt được với tử cung đôi. Ở một phần tư trường hợp tử cung hai sừng, các bạn đọc là tử cung đôi, không cần đọc tử cung hai sừng, hiểu không?
đó là khi mà mình bị cắt được cái mặt cắt corona mình phải đọc được, còn nếu mà các bạn làm siêu âm 2D các bạn cắt không được thì các bạn đọc sao, là cái gì để đọc dựa vào gì đâu mặt dọc à hả cái gì dựa vào bất kỳ hơn à bất kỳ hơn cho ngã bụng nha. À thì cái tư thế tử cung nó nằm sau đó, mình đang cắt ngang là mình thấy được hai sừng và hai cổ luôn đúng không, là hơn là mình cắt được tử cung rồi đúng không. Nhưng mà đa số trường hợp các bạn sẽ rất là dễ sót tử cung, bị tập tử cung là bởi vì các bạn khi mà vô các bạn cứ chặt chân, các bạn đi kiếm mặt cắt chặt giữa để các bạn đau không đúng được không. Mình cứ mò sao đó mình cắt được cái mặt cắt giữa, mình nói bây giờ nó đẹp rồi, cắt được nguyên cái vùng mà màng nó đẹp, từ đáy tử cung sơ tới còn eo tử cung chẳng hạn to được, các bạn ngừng lại, các bạn to, các bạn quên cắt mặt ngang, các bạn quên cắt đi cái mặt cắt ngang, bạn thấy nè, cái để mình nhận diện ra ghi mấy chuyện tập như là tử cung hai sừng, tử cung đôi, tử cung có bắp ngăn nè, à đó là dựa vào cái mặt cắt ngang. Ở đây mình thấy tự nhiên mình thấy có hai cái bên đây có một vùng ngòi màng, bên đây có một vùng ngòi màng, ở cái khoảng này nó rất là rộng, các bạn đọc là gì? Sẽ thấy tử cung rất là
thì bên trái hoàn toàn cũng không có cái cục gì để đẩy nó qua hết. Thì mình phải nghi ở coi chừng nó có một sườn hay không, thì lúc đó người ta quét mặt cách ngang, người ta đo cái mặt cách ngang, đường kính ngang nó có bình thường hay không hay nó nhỏ. Còn nếu mà giỏi hơn nữa, các bạn cắt đường mặt cắt corona của các phân tử cung để mình coi coi cái buồng ngoài mặt nó có phải là hình tam giác hay không, hay là nó hình giống như quả chuối. Nếu quả chuối thì làm một sừng. Có một cái loại mà tôi thấy là rất là nhiều bạn làm sai. Mặc dù cái này trên siêu âm á, là các bạn sẽ rất ít nhìn thấy, nhưng mà đôi khi mình thấy và mình sẽ đọc sai. Và nhiều khi cũng ảnh hưởng tới cái chuyện điều trị cho bệnh nhân. Đó là cái dị tật của tiết 1, dị tật của tiết 1. Mình biết đó, là khi mà nó bất sản hoặc còn tử cung, tức là bất sản hoặc còn hai ống cung thận, thật sự các bạn rất ít gặp. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bé đó thường nó chết trong bào thai rồi. Cho nên khi mà nó ra được thì thường là nó tiểu sản hay bất sản không hoàn toàn. Và cái nhóm thường gặp nhất của cái nhóm 1 á, đó là cái hội chứng mRNA. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái gì? Các bạn sẽ thấy là không thấy tử cung ở vị trí bình thường, và mình sẽ thấy hai cái sừng tử cung sơ khai, hai cái sừng tử cung sơ khai nằm ở dưới hai cái buồng trứng, và hai cái sừng này nó sẽ nối về một cái cấu trúc hình tam giác nằm ở phía sau bàng quang, giống giống như là cái mầm một cái cổ tử cung vậy đó. Thế nữa là gì? Bất sản 2/3 trên âm đạo, 1/3 dưới âm đạo bình thường, 1/3 dưới âm đạo bình thường. Thì các bạn, những cái ca này á, người ta, mấy đứa này nó đi khám rất là nhiều lý do nha. Có thể đi khám từ vô kinh, nếu nó đi khám từ vô kinh nguyên phát á, thì các bạn dễ rồi, các bạn sẽ không có đọc từ cung nhi hóa. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi những cái sừng sơ khai này á, nó cũng lớn, bạn thấy được trên siêu âm nhã bụng. Các bạn cũng đo được cái đường kính trước sau là 15, 20 gì đó, có thể đo được màu màng luôn. Mà mình thấy là tự nhiên cái tuổi này mà kích thước như vậy là nhỏ, bằng là tử cung nhi hóa. Các kịp không? Mà tử cung nhi hóa có thể có thai, có thể có con không? Gì vậy? Vẫn có thể điều trị để cho nó lớn lên, để cho nó có con chứ, đúng không? Khi mà mình đọc tử cung nhi hóa là người ta sẽ hiểu là cái ca này nó còn cách uống giảm á, đúng không? Ta chỉ điều chỉnh về nội tiết tố, coi cho tại sao nó nhi hóa, suy buồng trứng nó nhi hóa, hay là nó suy tuyến yên mà nó nhi hóa, và tùy theo nguyên nhân người ta sẽ điều trị, tức là nó còn có khả năng nó có con. Còn trong khi nếu nó là cái hội chứng này á, đó là hội chứng này nó không phải tử cung nhi hóa, mà bằng đầu tử cung nhi hóa nó sẽ còn mất đi một bớ xét nghiệm làm để coi suy cái gì, và thậm chí người ta không làm, người ta cũng điều trị thử để coi là nó có thay đổi hay không. Và rất là cần gặp nha, bởi vì những cái người đó người ta đi khám, người ta vô lên khai, người ta không có khai, người ta vô kinh, mà người ta khai là người ta vô sinh. Bởi vì những cái bé này nó vẫn có thể có chồng, vẫn quan hệ tình dục được, nó vẫn quan hệ tình dục được bình thường, bởi vì nó còn còn ba dưới âm đạo mà đôi khi sợ âm đạo này nó đủ dài để hoạt động ha, hơi khó chút nhưng được. Tới lúc đó thì nó là không có quan tâm vào cái chuyện mà nó không có kinh từ nhỏ tới lớn, mà nó chỉ quan tâm là lập gia đình mấy năm rồi khi có con, và nó đi khám nó nói em đau quá không có con, thế là bác sĩ cứ phải bị ám cho cái chuyện là đau quá không có con, có chồng có quan hệ đường, là quét thấy một cái này nữa, nó gặp nhi hóa luôn, cho mà điều trị miên mài luôn. Còn nếu mà các bạn đọc cái hội chứng này thì chắc chắn là nó sẽ không thể có con được, đúng không? Chỉ có nước ở tướng mang thai hộ thôi. Rồi, vậy thì để tránh cái chuyện đó thì bạn để ý dùm cái gì? Mình sẽ để ý là nếu mà mình quét một cái tử cung, một cái tử cung mình sẽ lưu ý nha. Mình sẽ thấy thân tử cung, cổ tử cung và kéo vào tới âm đạo luôn. Chuyện này hoàn toàn với số ăn ngã bụng mình thấy được. Mình thấy cái đoạn liên tục từ thân tới ở ngoài của cổ tử cung và tới âm đạo, mình mới quan tâm tới cái chuyện là kích thước này không đạt chuẩn mới có thể là nhi hóa. Chứ mà tự nhiên đâu mình quẹo cút vào cái chỗ buồng trứng thấy có một chút xíu tử cung mà kéo qua không thấy cái cổ tử cung mà nghĩ tới thì mọi người đang chứ không có
không có được động cơ công nghiệp hóa. Còn về cái lưu ý này thì nãy giờ nói rồi ha, dị tật của tử cung nó thường liên quan tới dị tật của 2/3 trên âm đạo, bởi vì nó cần ngủ thì mình phôi thai ha, trong khi 1/3 dưới bình thường. Trong những cái ca mà dị tật tử cung á thì hai cái buồng trứng nó phải có hình dạng bình thường và có chức năng bình thường, cho nên những cái cơ quan sinh dục phụ của cái người đó vẫn bình thường, có nghĩa là phải thấy chị thấy đầy đủ, phải thấy đầy đủ, ngực có ha, lông mu lông mắt đều có. Còn khi mà tự nhiên mà các bạn quẹt qua cái các bạn thấy không thấy tử cung, các bạn thiếu buồng trứng, không có buồng trứng, coi chừng đứa đó là 46 đi, hiểu không? Có thể không, có thể là 46 đi không, máu nó đưa được rồi không sao không có được. Ngoại hình là nữ, ngoại hình là nữ nha, con phụ rất đẹp, con phụ rất đẹp, chỉ thiếu con gái là đúng không, là thiếu cái gì quý vị? Bây giờ tóc để dài dễ đúng không, mặt cũng được, cũng là nữ, nói giọng nữ, có thể hơi máy chút ha, nói giọng nữ, nhưng mà thiếu cái gì trên cơ thể nó để các bạn chú ý. Giờ nó đang mang cái kinh, có thể có chồng, có thể quan hệ được luôn nha, quan hệ được luôn, ai cũng có kinh, không có ngực. Lúc đó mặc dù là mình đang luôn vui ở dưới, mình đang làm ở dưới mà mình đang tiếp lên trên, ủa không thấy tử cung bình thường, không thấy gì đâu, dị tật mà, là tử cung không thấy tử cung bình thường, nó không thấy hai triệu chứng tại để ý. Đấy bằng cách nào? Giờ cái ngực còn học thì dụ nữa. Có bữa nhìn lên mình vẫn thấy cái ngực nó vô lên đàng hoàng ha, mình dụ thôi, mình thấy thôi, để xưa mình cũng khuyên cho em chén nó sẽ hết tích độ bụng, bây giờ độ nhiều quá để em làm sao để cho em coi em có tài rồi đúng không? Không có mình à, dụ xương cứu được thì tốt, không có lo lắng luôn ha. Bây giờ đó là những cái trường hợp mình có thể bé đó là con trai 46 kg, còn nhiễm sắc thể của nó là 46 kg, mà bởi vì sao nó có bộ, nó có bề ngoài thậm chí cơ quan sinh dục ngoài của nữ, là bởi vì sao nó làm cho cái hội chứng mà kém nhạy cảm với androgen ha, kém nhạy cảm với androgen, tức là cái ống à, tức là cái ống trung thận là bị phá thành cơ quan sinh dục nam đúng không, thì khi mà có tinh hoàn, có tinh hoàn nó sẽ tiết ra androgen tới cơ quan đít để nó tác động, mà bây giờ cái thằng cơ quan đít nó trơ ra, nó không thèm đáp ứng, nó không nhạy cảm mà nó trơ ra, nó không thèm đáp ứng, tức là nó không bị phá thành cơ quan sinh dục nam thì nó sẽ bị phá thành cơ quan sinh dục nữ ha. À, và thậm chí những cái ca đó các bạn đi tìm buồng trứng với tử cung không có thì các bạn sẽ tìm thấy tinh hoàn tại chỗ. À, lúc đó mình phải để ý, mình kéo đầu gò bẩm xuống một bè để mình coi là có tinh hoàn hay không. Và tới lúc đó thì mô tả sao để người ta đúng nó mô tả. Người ta đang có chồng, đang có chồng đang đi kiếm con và tự nhiên nói là con có rất tinh hoàn còn hơn bè. Nên cái ca đó rất là khó để tư vấn cho bệnh nhân ha. À, có những cái ca mà bé gái mới sinh ra phát hiện sớm thì không nói, nhưng mà khi mà người ta sống cái ngoại hình nữ mấy chục năm rồi, ta có chồng đâu rồi, tự nhiên bây giờ nói người ta là nam khó. Thôi nói tóm lại thì nhắc lại lần nữa, đó là những cái dị tật mà nãy giờ mình học ấy, là buồng trứng có phải có hình dạng và chức năng bình thường nha, và bất thường của hệ sinh dục ấy, đó là tình cung buồng trứng của tử cung nó thường đi kèm với dị tật của hệ niệu, và những cái dị tật hệ niệu mà thường nhất á đó là một sản phẩm nè, hậu lạc chỗ hay là hậu ống ngựa, đó là ba cái dị tật thường gặp, cho nên hầu như là gần giống như là cái phản xạ gì đó, nếu các bạn siêu âm bụng ở trên các bạn thấy thì
đây là đúng cái gì không, thì là người ta phải quan sát kỹ ở phía dưới có dị tật hay không, hoặc là đang coi dưới là lúc nào mình phải coi hai thòng, thấy dị tật ở dưới coi hai thòng có dị tật hay không. Và cái câu này là nó chỉ đúng đối với những cái dị tật tử cung do bất thường hai ấn phận trung thần nha, thì nó sẽ không có liên quan gì tới bất thường những sắc thể hay là liên quan gì tới giới tính hết, tại người ta vẫn là nữ bình thường. Và còn cái phân biệt với những cái dị tật không nét tử cung ở những cái da giống như là kém hệ cảm với anh tư len chẳng hạn, là bù trứng nó không bình thường, nó đại liền nó không có. Rồi có muốn nghỉ không? Tiếp tục ạ. Tôi có cảm giác là tôi dạy hai buổi học xong hai bài quá. Rồi hôm qua cái tổn thương của tử cung xong rồi gì tạo được không? Hôm qua phần tổn thương của tử cung thì tử cung mình thấy cấu trúc của nó đâu có cái gì phức tạp đúng không? Chỉ có cơ thôi và nội mạng có hai phần. Vậy thì những cái tổn thương trong cơ thường gặp nhất đó là sơ tử cung hay là u sơ tử cung. Đừng hỏi tôi là tiền nào em sơ, tiền nào u sơ ha, tại vì đó cái từ tiếng Việt mình dịch ra thôi. Tên tiếng Anh của nó chỉ có một thôi, đó là leiomyoma. Còn mình á, thì mình khi mà mình dịch ra thì mình hay có khi mình muốn nói tránh nói giảm thì bệnh nhân không để ý. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần cái tổn thương này nó không có triệu chứng lâm sàng. Đa phần nó không có triệu chứng lâm sàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, leiomyoma nó là một cái tổn thương phục hồi của estrogen, có nghĩa là nó có thể nhỏ đi sau khi mãn kinh, cho nên á, nếu mà tình cờ bệnh nhân phát hiện có cái cục này, các bạn thấy kích thước nó nhỏ nhỏ, các bạn muốn bệnh nhân không để ý, các bạn đọc nhân sơ cùng, đúng không? Rồi khi mà các bạn thấy các bạn muốn tránh mạnh để ta quan tâm, các bạn đọc u, đó. Vậy thì khi nào u thì nào nhân? Ba chút xíu mà ba to là như to. Thường người ta lấy chung cái mốc là 5 cm, rất là cảm quan nha. Cảm quan là đa phần các bác sĩ á, chứ không có một cái tài liệu nào biểu khi nào là u khi nào là nhân. Nhưng mà thường là dưới 4-5 cm á, thì người ta đọc nhân sơ, và trên 5 cm thì người ta đọc u sơ. Đó là gần như là truyền miệng chứ không có tài liệu. Tại vì tên của nó chỉ có một cái leiomyoma thôi. Rồi, mặc dù đa phần là nó không có triệu chứng lâm sàng và được phát hiện tình cờ, nhưng mà đôi khi nó cũng gây triệu chứng lâm sàng. Và triệu chứng lâm sàng của nó là bệnh nhân có cái gì? Có thể có cường kinh, cường kinh tại vì biết hết rồi đúng không? Biết số 23 tại cường kinh. À, có thể là rong kinh, à, và có thể đau. Đau vùng nhậu. Rồi. Nhưng mà mấy cái triệu chứng này có đặc hiệu không các bạn? Bệnh gì của phụ khoa cũng có cái triệu chứng này hết. Vậy thì mình trở lại cái nhân sơ của mình á, trở lại cái leiomyoma của mình, khi nào nó gây triệu chứng? Ở đây mình thấy nó có rất là nhiều thể, tùy vào vị trí của nó, đúng không? Tùy vào cái vị trí của nó. Nếu như mà nó nằm gọn ở trong cơ, người ta nói là nhân sơ trong cơ. À, nó nằm sát cái bờ ngoài mà đẩy lồi cái bờ ngoài của cái cung lên á, gọi là nhân sơ dưới thanh màng. Ở đây là nó nằm dưới cái nội màng của cung và đẩy cái nội màng của cung, ta gọi là nhân sơ dưới tim. Tức là cái tên của nó, tên quan của nó như thế nào với cơ của cung, với niêm mạc của cung và với thanh màng của cung mà nó có một tên. À, tùy vào vị trí. Ở dưới thanh màng có thể có khi nó thò ra phía ngoài luôn, và có thể nó dính với tử cung chỉ bởi một cái cuốn mạch máu, gọi nhân sơ có cuốn. Và cái cuốn này có thể nó xoắn, khi mà nó xoắn bệnh nhân cũng khó điều trị đau vùng nhậu, đúng không? Hoặc là khi mà nó thò ra ngoài nhiều như thế này, nó có thể chèn ép những cái cơ quan lân cận. Thường nhất là gì? Chèn ép để giảm hiệu quả, thì lúc đó bệnh nhân có biểu hiện đau mà liên quan tới hệ niệu, đúng không? Còn khi mà nhân sơ dưới niêm mạc thì nó có thể thò luôn vào lòng tử cung giống như chăn, có lên lít gì đó. Vậy thì theo các bạn, khi nào nó gây triệu chứng? Thường
động tử cung thì nó sẽ gây triệu chứng. Còn khi mà nó thò ra ngoài á, có khi nó sẽ gây triệu chứng và bởi những cái vừa nói thì là nó xoắn thì nó chèn ép cơ quan âm đạo nhưng mà nó ít hơn. Thì về mặt siêu âm mình sẽ thấy khi nào mình đầu trên sơ tử cung giống như mình đập các cc, mình nói là có cái phần kém trên da khô đúng không? À mình nghi các cc giờ leomyoma nó sẽ có phản ứng gì? Nó có thể có phản ứng kém, à nó có thể đầu phản ứng, nó có thể phản ứng dày, tức là kiểu nào cũng có đúng không? Tuy là nó có thể phản ứng thay đổi bởi vì tùy nhân sơ nó có thể thoái hóa mà. Có thể thoái hóa nó biến đổi bên trong cho nên phản ứng cũng rất thay đổi, có thể phản ứng kém, đầu phản ứng dày. Tuy nhiên cái phản ứng thường gặp của nó đó là phản ứng kém, đó là phản ứng kém. Cái thứ hai nữa là mình thấy bên trong cái khối này nó có một cái đặc điểm khá là điển hình, đó là ống lưng. Các bạn thấy những cái vệt màu đen à, ống lưng. Ống lưng trong leomyoma nó có một cái điểm đặc biệt, tự nhiên nó có ống lưng, tức là thường các bạn coi ống lưng nó xuất hiện sau cái gì, sau một cái gì đó phản ứng dày đúng không, như là sau sỏi, tức là mình thấy cái ổ màu trắng trước rồi mình mới thấy cái ống lưng màu đen ha. Trong khi cái leomyoma tự nhiên phía trước nó hoàn toàn không có cái gì trắng hết, tự nhiên nó có ống lưng thôi. Người ta giải thích là do hoặc là giao diện giữa những cái có sợi cơ bình thường và có sợi cơ bệnh lý, hay là những cái vòng cơ trơn nó xoắn chặt với nhau, nó đổi cách ăn, nó dẫn tới phản ăn. Mọi người nhớ dùng có ống lưng, nhưng mà mình nhớ dùng đó là ống lưng bên trong leomyoma là tự nhiên mình có, không phải là sau một cái gì đó phản ứng dày. Và cái thằng này nó cũng khá là đặc trưng cho nhân sơ tử cung. Đôi khi nếu mà nó nằm lệch ra phía ngoài chút thì mình cũng có thể dựa vào nó để mình phân định được ở đây coi là có thể là nhân sơ tử cung không, chứ không phải là một cái cục ung thư buồng trứng chẳng hạn. Rồi, còn khi mà nó có thoái hóa, ví dụ nó có thoái hóa nang thì mình sẽ thấy là cái cồn phản ứng kém này nó có những cái cồn phản ứng trong đúng không, nang hả? Hoặc là hoại tử thì cũng là những cái cồn phản ứng trong. Tưới máu, các bạn dùng đốc lơ thì các bạn sẽ thấy bản chất của leomyoma dò mạch máu, cho nên không nói cái chuyện đặc sinh mạch máu để kết luận đây là những cồn leomyosarcoma, tức là không nghi ác tính. Bản chất của leomyoma là một cục u lành tính ha, và nó giàu mạch máu. Mình không giống như khi mà các bạn mô tả cục u gì đó mà các bạn nói là tăng sinh mạch máu là hồi thế nào cũng nghi ung thư rồi đúng không, thì ở đây không giống nha, hôm nay không giống. Cái nữa là mình coi gì, mình coi nó có gây hiệu ứng chung chỗ, có ở gây biến dạng bờ ngoài của tử cung hay là nó đẩy lợn lồng tử cung, bờ mạng tử cung. Vậy thì vậy khi nào mới đậu leomyosarcoma? Suy nghĩ nữa chút cuối thôi. Rồi hồi nãy là cái hình giải phẫu, đó là hình giải phẫu đại thể, thì bây giờ mình làm siêu âm, mình sẽ dựa vào những cái đặc điểm trên siêu âm để mình đọc nó là cái gì. Đây là tầng 1 tới 7, đây là tầng 1 tới 7. Khi mà cái tổn thương của mình nó nằm ở khu nào, các bạn đọc tên là khu đó. Mình nhắc lại, mình có 3 cái điều chính, đó là liên quan tới nội mạc tử cung, liên quan tới cơ và liên quan tới thành màng. Còn có một cái thể nữa, nếu mà nó nằm ở ngoài và nó dính với tử cung bởi một cái cuốn mạch máu thì người ta đặt là nhân sơ tử cung. Nhưng mà nếu mà nó nằm ở ngoài rồi hoàn toàn không có dính gì hết tử cung á, thì nó là một cái tên chung, đó là parasitic, tức là tổn thương dịch. Và cái một trong những cái thể của parasitic đó là gì? Nhân sơ trong dây chằng rằng. Cái cơ chế của nhân sơ trong dây chằng rằng có một cái giả thuyết, người ta cho rằng là nó cũng là một cái nhân sơ tử cung có cuốn, cũng là một cái nhân sơ tử cung có cuốn, vì lý do gì đó nó xoắn, nó rụng, xoắn cuốn, rụng. Khi mà nó rớt ra, nó rớt vào ổ bụng, có thể là nếu mà thường nhất mà mình thấy mất mạch máu nó thì là hoại tử, nhưng mà ở trong cái cục này nó có tài, nó có thể tái lập cái mạch
máu nuôi khác ở cái tử cung, thì đó là máu cứ phát triển thành kế tử cung, không liên quan tới tử cung và buồng trứng, nhưng bản chất nó vẫn là cái ung thư trên, người ta gọi là ung sơ thận động hoặc là paragitis. Rồi vậy là gì? Cái cục này gọi là gì? Căn sơ trong cơ à? Con thấy là nó lồi luôn vào đồng tử cung ha, chế biến dạng đồng tử cung. Thì cái này căn sơ dưới niêm, có những cái căn sơ dưới niêm á mà khó khăn hơn chẩn đoán, thì rồi nãy nói này ha, người ta có thể bơm nước lồng tử cung để người ta coi coi cái vị trí xuất phát của nó từ cơ hay là từ niêm mạc tử cung để phân biệt với polyp và mạc tử cung. Còn cục này thì dễ quá rồi, ở đâu? Trong cơ ha. Cục này dưới thành mạc đúng không, và đây cũng là dưới thành mạc ha. Còn đây tử cung nè, nhân sơ nè, chính bởi cái gì đây nè, bó cuốn nha. Các bạn có thể bỏ đất lên màu vô để thấy mạch máu đi trong cái cuốn đó. Rồi xong cái nhân sơ tử cung, cái bệnh lý thứ hai của cơ tử cung mà hiện nay rất là đình đám đó là lãng phí trong cơ tử cung, cái tên nó là adenomyosis. Mình nên phân biệt cái thuật ngữ nội mạc tử cung bình thường nó sẽ nằm ở đâu các bạn? Nằm đâu? Nó nằm ở buồng tử cung chứ nằm ở đâu, đúng không? Và khi mà nó đi ra khỏi buồng tử cung thì nó gọi là gì? Lạc chỗ, đúng không? Mô nội mạc lạc chỗ thì người ta có hai cái thuật ngữ để chỉ, nếu mà cái mô nội mạc đó nó lạc chỗ nhưng mà nó nằm trong cơ tử cung thì người ta gọi là adenomyosis. Adeno, à, mình nhìn thấy cái thuật ngữ nhà adeno là gì? Tuyến, myo, cơ, nhà oxit và tình trạng. Cho nên là khi mà mình đọc tình trạng này, mặc dù mình biết cơ chế của nó là gì, là nội mạc làm chỗ trong cơ tử cung, nhưng mà đừng có đọc là làm nội mạc trong cơ tử cung, nó không đúng. Mình phải đọc là và các bạn lần của bạn đọc adenomyosis, các bạn xin giúp các bạn dịch ra tiếng Việt thì các bạn phải đọc là lạc tuyến trong cơ. À, rồi cái nữa, nếu như cái mô nội mạc nó lạc chỗ nó đi ra khỏi tử cung thì lúc đó cái thuật ngữ của nó là endometriosis. Hai cái chữ nó hoàn toàn khác nhau, endometriosis người ta phải đọc là lạc nội mạc tử cung. À, vậy thì nhắc lại định nghĩa của lạc tuyến trong cơ tử cung đó là gì? Đó là hiện diện của tuyến mô đệm nội mạc có chức năng nằm trong cơ tử cung kèm phì đại cơ trên lân cận. Nó còn phải có phì đại cơ trên lân cận nữa. Tại sao có phì đại cơ trên lân cận? Nếu như có phản ứng xung quanh một cái mô lạc chỗ vậy ha, cũng như viêm quá họng thì đó cũng được. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà khi mà người ta đọc một cái lan gì giải có bệnh, thì cái chuyện ngoài cái chuyện có cái tuyến mà của trong cơ thì những cái cơ xung quanh đó nó cũng tăng kích thước phì đại lên. Vậy thì có nhiều giả thuyết về cơ chế lạc tuyến trong cơ hay là lạc vào mặt tử cung ở phía ngoài, rất nhiều giả thuyết mà tới giờ người ta vẫn chưa ai chịu ai, người ta cũng không biết nguyên nhân bệnh sinh chính xác của nó là gì. Nhưng mà đối với lạc tuyến trong cơ, cái giả thuyết mà người ta chấp nhận nhiều nhất đó là liên quan tới lớp nền của thận mạc. Lớp nền mạc thận mạc là cái lớp hoàn toàn không thay đổi trong suốt chu kỳ kinh, đúng không? Thì bây giờ nếu mà cái vấn đề lớp nền này là có bệnh lý, ví dụ khiếm khuyết của lớp nền bẩm sinh, là cha mẹ sinh ra nó bị như vậy rồi, khiếm khuyết của lớp nền bẩm sinh thì vẫn có thể làm dẫn tới lạc tuyến trong cơ, hoặc là những cái chấn thương của tử cung mà làm tổn thương lớp nền. Chấn thương tử cung có thể là gì các bạn? Vậy não phá thai không giờ, ai não phá thai không giờ, phá thai đầu khoa đập vòng có sự tính là chấn thương không? Ai nói đập vòng cũng là một cái sang chấn cho lòng tử cung, vẫn là một cái yếu tố nguy cơ tuyến trọng cơ. Kế nữa nó đùa thôi, đó là những cái liên quan về thai kỳ, một là có thể là mổ lấy thai, có thể là
hoặc là kế nữa là gì, là khi mà môn nội mạc á khùng khùng nó đi theo đường máu cái đường mạch huyết thì là mình không thể nào biết được rồi. Cho nên là mặc dù các bạn thấy cái hình các bạn nghe là lạc tiếng thì các bạn cứ đọc là lạc tiếng, các bạn đừng có hỏi bệnh nhân tới giờ có sinh con không, tới giờ có cặt vòng không, tới giờ có làm này làm kia, người ta nói không không không, cái nói này chắc phải lạc tiếng, các bạn có ý có nguy cơ được không? Có sức dư lý đây giống như là giả nang buồng chậu cũng vậy, mặc dù yếu tố nguy cơ của giả nang buồng chậu đó là phẫu thuật đúng không, phẫu thuật, nhưng mà cái hình của mình quá là điển hình của giả nang buồng chậu, còn mình hỏi bệnh nhân có phẫu thuật không nữa không, bây giờ vậy không phải giả nang, là cái khác được không, suy nghĩ được không, về tự là à. Trên siêu âm của mạch tế trung cơ mình sẽ thấy gì, các bạn có thể học theo cái list này cũng được. Một là tử cung kích thước lớn hình cầu, vậy thì mình phải biết khi nào là kích thước lớn ha, khi nào kích thước lớn thì mình phải nhớ tiêu chuẩn bình thường mình đã nói rồi, có thể là tế trung cơ nó biểu hiện bằng một cái duy nhất một cái đặc điểm đó là tử cung kích thước lớn, đường bờ đường mạc hoàn toàn bình thường mà mình không giải thích được vì sao nó lớn, có thể là do làm biến trong cơ. Cái này các bạn thường gặp khi mà các bạn làm siêu âm não bụng á, tại vì mình không quan sát rõ được cấu trúc của cơ tử cung, mình không thấy được những cái nang nhỏ trong cơ, không thấy được những cái dải phản âm dày trong cơ của làm biến, thì mình nói mình chỉ thấy có một cái tử cung lớn, hoặc là mình sẽ thấy có nang nhỏ trong cơ, đặc biệt là ở lớp bên trong dưới nội mạc, hoặc là mình sẽ thấy cái hình ảnh giả dày của nội mạc, thấy những cái dải và thân dày cho bóng lưng đưa sao chổi vân vân, rồi ranh giới của nội mạc không rõ, các bạn học theo kiểu này cũng được. Mà tôi ở những năm nay thì tôi giới thiệu cho mình một cái cách để mình nhớ nó dễ nhớ hơn, không biết các bạn có dễ nhớ hơn không thì những biết về mình tự áp dụng ha, tôi thấy cách này dễ nhớ, đó là mình bắt cái tên của nó ra, lại tắt tên rồi đúng không? Adenomyosis, vậy thì nó sẽ có adeno, tức là tuyến. Cái nữa là myo, liên quan tới cơ, liên quan tới cơ. Và cuối cùng thì khi mà có một cái tổn thương gì đó, thì ta sẽ đánh giá chuyện mạch máu, đúng không? Bởi vì bây giờ mình nói là cái dấu hiệu siêu âm của hiện diện của tuyến trong cơ tử cung nó sẽ có cái gì? Sẽ có cái gì? Nó sẽ có những cái dải hay là những cái nốt phản âm dày, mình thấy cái đường này nè, dải nè, phản âm dày đi từ nội mạc tử cung, đi từ buồng nội mạc tử cung đi vào lớp cơ trong, ha, đó là cho thấy sự hiện diện của tuyến nằm trong cơ tử cung, hoặc là mình thấy những cái nang nhỏ nằm trong cơ tử cung, đặc biệt là ở lớp cơ trong. Thì do hậu quả của những cái chuyện gì, những cái giải và nốt phản âm dày nó băng từ nội mạc tử cung vào cơ tử cung, vậy thì ranh giới giữa nội mạc và cơ có còn rõ hay không? Không. Ví dụ đối với hình này, chỗ này ta gọi là ranh giới giữa nội mạc và cơ, à rõ đúng không? Vậy thì ở chỗ này nè, các bạn có thấy chỗ nào là cơ, chỗ nào là nội mạc không? Có khi sớm sát các bạn đo luôn nội mạc tử cung dày từ đây tới đây, đúng không? Cho nên cái này nó ghép vô được luôn cái hình ảnh đó, là cái dấu hiệu là gì? Giả dày của nội mạc. À, rồi. Có một số trường hợp cũng như cái đường phản âm dày đi từ buồng nội mạc vào cơ tử cung, nhưng mà ở cái trường hợp này nó có chảy máu bên trong cái đường đó, tại đây là tuyến mà. Cho nên là mình sẽ thấy nó biểu hiện là cái đường phản âm trống hay thì cái đường phản âm dày thôi, nhưng mà bây giờ nó là cái đường phản âm trống đi từ buồng tử cung vào lớp bên trong, và kèm theo nó cũng giống như hồi nãy, có thể các bạn có thấy kèm theo nang hoặc kèm theo ranh giới giữa nội mạc và cơ không rõ, à đó là tuyến. Vậy thì cái chuyện cơ thì khi mà hồi nãy định nghĩa nói rồi, phì đại cơ trên lân cận đúng không, khi mà cơ trên phì đại thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy cơ nó còn phản âm đồng nhất không? Không. Và thấy cái vùng cơ đó nó phản âm kém, không đồng nhất. Và tùy vào cái trường hợp đó nó ảnh hưởng lan tỏa, toàn bộ tử cung đều bị, toàn bộ một thành tử cung đều bị, hay là bị khu trú ở một chỗ.
mà mình có thể thấy những cái đặc tính khác, ví dụ như là nó dày không tương xứng thành trước và thành sau, dày không tương xứng thành trước và thành sau, thậm chí ví dụ như nó bị ở thành sau, mình đo về dày của thành sau nó dày gấp 3 lần 4 lần về dày của thành trước. À, kế nữa là mình thấy phản âm của cơ tử cung ở khu vực đó không có đồng nhất, không có đồng nhất. Có thể bên trong nó có những cái bóng lưng, có bóng lưng là cái đường phản âm dày, là đường phản âm dày, đường phản âm dày, giống như là một cái rèn lửa, cái rèn lửa. Cái bóng lưng này các bạn thấy tùy theo tài liệu mình thấy nó dịch mỗi chỗ khác nhau. Ví dụ cái tài liệu nó nói là dạng rèn lửa, có chỗ thì nói là đây rèn cửa, có chỗ thì ví là gì, bóng lưng hình hoàng, có chỗ thì ví là mưa trong rừng. Ai thấy mưa trong rừng rồi thì biết tôi biết mưa trong rừng. Tôi thì biết cái rèn cửa, cái quạt, ai ngồi nằm cái quạt mình thì thấy là nó xỏ xuống vậy nè, từ bên trong nó có những cái sọc dày giống như là xi măng quạt vậy đó. Rồi, vậy thì khi mà kết hợp lại, nếu mà cái bệnh đó, mà cái trường hợp đó mà nó nặng, thường mình sẽ thấy không bao giờ nó biểu hiện có một dấu hiệu hay là hai dấu hiệu hết, thường nó sẽ đi kèm rất nhiều dấu hiệu trên một bệnh nhân. Vậy thì khi mà bệnh nhân có đầy đủ tất cả các dấu hiệu như là những cái đường, nốt, phản âm dày, động bốn lưng, cơ tử cung có phản âm không đồng nhất vân vân, nó cho cái hình ảnh giống như là bạn đọc sơ gan, người ta gọi là sơ của tử cung, tình trạng sơ của tử cung. Nhưng mà cái chữ tình trạng sơ này nó khác với cái chuyện mà tử cung sơ hóa mà rất lâu về trước mà các bạn nghe người ta hay đọc, không biết các bạn có nghe không. Chứ bây giờ nếu mà hồi trước khi tôi học á, tức là đầu mười mấy 20 năm về trước á, người ta rất hình thành xài từ phyrosis tử cung, tử cung sơ hóa cơ, người ta dùng cái từ đó là từ phyrosis, không phải là cái từ sơ này nha. Hai cái từ nó khác nhau. Rồi kế nữa là mạch máu, thì mạch máu trong đặc tính trong cơ nó dẫn có thể tăng sinh mạch máu, nó là dẫn có nhiều cái đường mạch máu, nhưng mà mình thấy cái dạng của nó là gì, tức là mạch máu nó đi thành đường, cái dạng xuyên nó dẫn đi, cái độ trình của nó vẫn bình thường tăng, trong khi cái mạch máu mà quanh một cái thiên sơ tử cung á, ngoài cái mạch máu bên trong thiên sơ thì ở cái rìa hoặc ở cái bờ của thiên sơ mình vẫn thấy những cái mạch máu nó bị đẩy khỏi lộ trình của nó uốn quanh cái tổn thương, uốn quanh cái tổn thương. Đó là cái dùng để phân biệt giữa một cái thiên sơ với là cái adenomyosis. Và người ta thấy là nếu mà mình á kết hợp thêm siêu âm tốc lên để dẫn đó adenomyosis thì cái khả năng chuyển đổi của mình sẽ tăng lên nhiều so với cái siêu âm 2D. Nên đừng có ngạc nhiên là khi mà người ta đọc adenomyosis rồi mà vẫn có những cái chỉ định đưa xuống tờ siêu âm đất lên. Được sao mà hỏi coi ha. Đây, một cái bệnh nhân nữ 57 tuổi, sao quyết sang thẳng kinh. Đây là cái hình siêu âm 2D. Đây hình siêu âm 2D các bạn thấy cái gì? Một ranh giới giữa nội mạng và cơ không rõ, đúng không? Cơ tử cung có phản ánh đồng nhất không? Không, phản ánh không có đồng nhất, mà bên trong này giống như có những cái đường mà phản ánh hình quạt, cái bóng lưng hình quạt đó, một đường, hai đường, ba đường, có nhanh nhỏ mà, đúng không? Đọc ba đường không biết xích rồi, đọc đại là chết, đúng không? Thì khi mà người ta dùng sơn tất cơ màu, và các bạn thấy kiểu tăng sinh mạch máu này có giống adenomyosis không? Không, nó tăng sinh mạch máu theo từng cụm, hoàn toàn không phải là cái dạng xuyên giống như là của adenomyosis. Giờ các bạn nghĩ nó là cái gì? Sơ nó đâu có bao quanh một cái khối u đâu động nhân sơ, có chơi ung thư nội mạc tử cung. Ở cái tuổi này mà kêu bà ra quyết hoặc bản thân nguyên nhân phải đợi trừ cho người ta, đó là nhân sơ tôi là ung thư nội mạc tử cung. Với cái hình ảnh này không thể nào đọc chỉ một cái adenomyosis, mình phải theo dõi bệnh lý của nội mạc tử cung, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung. Đây, bệnh nhân sau sảy thai
cơ và cầu màng tử cung không rõ, đúng không? Có nhiều cái ổ đường phải không trong cái giống nang, đúng không? Còn ai là nhân miêu xích phụ trú rất là màu. Rồi, cho người đọc sách nhau luôn. Đọc sót nhau với điều kiện gì? Nếu mà em đọc sót nhau không đủ, tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì tổng thương em thấy chủ yếu là nó còn nằm ở cơ nữa. Ở khi đây nếu đây là nhau á, thì đọc sót nhau không đủ, hút cái là xong. Không phải có cái gì nhau cài lên được, đúng không? Nó có sông đóng đầu cơ gì là nó cài năng lượng, mình phải đọc sót nhau với nhau cài năng lượng à. Nhưng mà ở đây là một cái tình trạng khác, đó là dò động mạch tử, dò động mạch tử cung à. Cái thông động mạch tử cung mắc phải. Vậy thì để phân biệt giữa cái thông động mạch tử cung với lại cái sót nhau cộng nhau cài năng lượng giống gì? Xét nhận máu, mình coi beta HCG có tăng hay không, đúng không? Beta HCG có tăng hay không? Nếu như cái gì đó liên quan tới nhau và tăng thì beta HCG nó phải tăng. Còn bây giờ cái trường hợp này là beta HCG bình thường ha. Đây chẳng đó cuối cùng là cái thông động thực phẩm tử cung. Thôi, coi tới coi luôn thì coi lại adenomyosis. À, mình sẽ thấy cái gì? Ở cái trường hợp này nè, là nó hội tụ đủ tất cả những cái dấu hiệu mà mình đã học. Một là tử cung lớn hình cầu, hai là nó dày không tương xứng thành tử cung, ở đây nó dày nhiều ở thạch sau. À, cơ tử cung có phản ánh đồng nhất không? Không, cơ tử cung phản ánh không đồng nhất bên trong với những cái đường bóng lưng, à, bóng lưng sầu cộng với những cái nang nhỏ nhỏ nhỏ. Và kế nữa là gì? Các bạn thấy kế nữa phải là gì nữa? Các bạn không thấy hiệu ứng chấm chỗ, nghĩa là không thấy biến dạng bề ngoài và biến dạng đường đi của lồng tử cung, đó là cái yếu tố quan trọng nha. Cuối cùng là chèn lớn adenomyosis. Tại sao nhắc cái chuyện đó? Đây, vậy thì con thấy nguyên khi mà nó biểu hiện giống như cái hình này thì mình sẽ hỏi adeno hay là nhân sơ tử cung. Tại phản ánh của nhân sơ tử cung nó rất là đa dạng, có khi nó đi chan adeno rồi sao? Vậy thì đó cái gì mà đó? Vậy thì mình dựa vào cái tối gì? Lúc đó cũng sao em? Nó khác đi với các hiệu ứng chấm chỗ à. Nhân sơ tử cung nó sẽ có hiệu ứng chấm chỗ nếu nó đủ lớn. Nó nằm gần nội mạc tử cung thì mình nó rồi đẩy gần nội mạc tử cung. Nó nằm gần thanh mạc thì nó đẩy rồi vào thanh mạc. Trong khi cái adenomyosis hầu như không có hiệu ứng chấm chỗ. Thấy tổn thương nó rất là lớn, có thể nó chiếm toàn bộ cơ tử cung luôn, mà bờ ngoài tử cung vẫn bình thường, nội mạc tử cung vẫn bình thường, không có bị biến dạng. Cái nữa em cứ dựa vào đốt đơn ha. Rồi, vậy thì trong một cái dáng dấu hiệu của adenomyosis lúc nãy thì cái mà các bạn thường gặp nhất đó là gì? Cơ tử cung kém đồng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì phía trong adenomyosis là những cái tuyến đề kháng estrogen, cho nên không phải lúc nào mình cũng thấy nó có biểu hiện hết, nó chỉ tầm 50% trường hợp thôi. Và cái biểu hiện gián tiếp được phì đại cho trơn tận quanh cái tuyến đó thì mình gặp nhiều hơn à. Cho nên dấu hiệu siêu âm qua đường adenomyosis mình nhạy nhất đó là cơ phản ánh không đồng nhất, nhưng mà nó cũng kém đặc hiệu nhất. Còn cái mà cái dấu hiệu mình giải và nốt phản ánh dày dưới nội mạc nó đặc hiệu hơn cho chẩn đoán adenomyosis, nhưng mà độ nhạy nó thấp hơn. À, rồi, cái nữa là nghĩ đây, chắc thế này cũng không giải hết rồi. Sạc cơm, đúng không? Sạc cơm tơ trơn, bởi vì cái hình ảnh của sạc cơm và leiomyoma nó có sự trùng lắp với nhau. Thứ nhất, cái thứ hai là về tần suất thì sạc cơm tơ trơn nó hiếm gặp hơn nhiều so với leiomyoma, và bản thân một cái leiomyoma nó có thể chuyển dạng ác tính thành sạc cơm tơ trơn khoảng tầm 0.2 hay 0.3% trường hợp. Vậy thì khi nào người ta sẽ chẩn đoán
sao tính cơ cho con hấp cầu nè làm được chứ thật cái gì đúng ạ là hầu như đa phần tất cả sạch lên cơ trên đều được chẩn đoán sau mổ tức là người ta chỉ đi mổ thì nhân sơ tới tầm kết quả giải phẫu bệnh mới ra sạch cơ ha đó là đa phần còn về mặt trước mổ á có một số trường hợp người ta sẽ nghi ngờ cái cục này là sạn cơm ha thứ nhất đó là rồi toàn là dựa vào lâm sàng thôi ví dụ như một bệnh nhân mãn kinh có cái nhân sơ đã biết bây giờ lớn nhắc lên là bất thường đúng không mà trong khi bệnh nhân không có uống estrogen ngoại sinh tức là không có những nguyên nhân gây thừa estrogen như là có u tâm lý estrogen hay uống estrogen mà đáng lẽ mãn kinh thì nó phải teo lại bây giờ tự nhiên nó to lên phải nghi ngờ chuyện mãn kinh à hoặc là một bệnh nhân biết có nhân sơ tử cung lớn lên trong thời gian ngắn mới năm trước 4 cm khám sau 8 cm mà bệnh nhân không có cường estrogen có là ví dụ như không có thai đi chẳng hạn và tự nhiên nó lớn nhanh như vậy người ta cũng nghi nó là sạch cơ ha à, còn cái nữa hình ảnh trước khi mổ các bạn cũng đọc được sạch cơ nhờ vào gì nhờ vào nếu nó có biểu hiện xâm lấn tức là mình thấy nó xâm lấn các cơ quan xung quanh nó xâm lấn vào màng tử cung chứ không phải là đẩy ha à, cái đó thì siêu âm không có nhưng mà còn muốn đầu thì thấy được hoặc là cho di căn ở cục chậu hoặc là ở tầm bụng thì người ta cũng sẽ nghi là sạn cơ có rất nhiều ca ví dụ tháng từ đầu tôi gặp rất là nhiều ca chẩn đoán là nhân sơ tử cung ha à, chẩn đoán là nhân sơ tử cung nhưng mà khi mà chụp còn muốn tự lên thì nó đã thành giai đoạn 4 rồi nó đã xâm lấn vào trên căn rồi đó là những cái trường hợp mình có thể chẩn đoán trước mổ còn đa phần đối với siêu âm thì hầu như không phân biệt được cái nào là sạn cơ cái nào là nhân sơ tử cung hết à, mà các bạn có thể vừa làm vừa hỏi lâm sàng các bạn có nghi cái sạn cơ không và các bạn chẩn đoán đúng cái mình hỏi đi rồi.